Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một cái mô hình dữ liệu mà chúng ta rất là hay dùng trong trong cái ngành của chúng ta ha. Bữa sau nữa chúng ta sẽ tìm hiểu một cái mô hình dữ liệu khác. Bữa nay thì cái mô hình dữ liệu đó là mô hình dữ liệu tuyến tính. Còn cái bài sau thì chúng ta tìm hiểu về cái mô hình dữ liệu phân cấp. Thì sở dĩ chúng ta gọi đó là những cái mô hình dữ liệu là do cái tính trừu tượng của những cái dữ liệu này ha. Điều đó có nghĩa là nếu mà chúng ta dùng nó để chúng ta giải cái bài toán của chúng ta thì chúng ta phải làm sao đó hiện thực được, tức là cài đặt được nó. Thì chúng ta dùng những cái cấu trúc dữ liệu hay là những cái kiểu dữ liệu mà cơ bản hơn của những cái này à, ví dụ như là lớp kiểu cấu trúc hay là những cái kiểu dữ liệu cơ bản, số nguyên, số thực, chuỗi rồi vân vân à, để chúng ta hiện thực những cái này. Thì tùy theo cái ngôn ngữ chúng ta xài. Đối với cái ngôn ngữ C, cái ngôn ngữ C thì cái cách mà người ta hay hiện thực nó là người ta dùng cấu trúc và con trỏ ha. Nhất là những cái phần về cái con trỏ tự trỏ. Con trỏ tự trỏ chúng ta đã biết rồi. Bởi vì những cái mô hình này đều có thể định nghĩa như là những cái mô hình dữ liệu địa quy mà chúng ta sẽ thấy. Và chúng ta cũng sẽ theo cái kiểu như vậy ha. Nghĩa là chúng ta sẽ hiện thực nó bằng những cái cấu trúc và con rõ và mảng vân vân. Còn đối với cái ngôn ngữ lập trình đối tượng thì người ta hay cài nó thành những cái lớp, cài nó thành những cái lớp hay là những cái interface cung cấp những cái thao tác trên đó. C# Java các bạn có thể thấy là người ta đã cài sẵn những cái lớp cho những cái mô hình dữ liệu này ha. Thì cái phần bài tập của chúng ta làm trên ngôn ngữ C, C cộng cộng ha, cho nên thì đa phần là chúng ta sẽ đi vào cái việc cài đặt đó ha, đi vào cái việc cài đặt thì thường là cho một số cái thao tác nào đó trên đó. Còn lại khi mà các bạn làm việc thì thường các bạn được cung cấp sẵn rồi, nhất là nếu chúng ta dùng C# hay Java, chúng ta có cái thư viện lớp và nó đã cung cấp cho chúng ta những cái lớp cũng như những cái thao tác trên đó, những cái phương thức hay là những cái thuộc tính vân vân để chúng ta có thể xài mà không cần phải cài đặt ha. Chúng ta sẽ có, tôi nói luôn cái chỗ này ha, thì trong cái nhóm mô hình dữ liệu, tức là những cái dữ liệu khá trừu tượng rồi, thì chúng ta sẽ có đơn giản nhất là dữ liệu tuyến tính, cái mô hình dữ liệu tuyến tính. Sau đó là cái mô hình dữ liệu phân cấp ha. Và sau đó là cái mô hình dữ liệu đồ thị và tổng quát hơn là cái mô hình dữ liệu quan hệ. Cái mô hình dữ liệu tuyến tính, cái mô hình dữ liệu tuyến tính thì nó dùng cho những cái dữ liệu mà có cái quan hệ tuyến tính, cái quan hệ tuyến tính. Ví dụ như là chúng ta có một cái danh sách sinh viên chẳng hạn, danh sách sinh viên. Thì cái danh sách đó như vậy nó gồm có nhiều cái phần tử bên trong mà nó có quan hệ với nhau. Danh sách sinh viên là danh sách các sinh viên mà. Thì ví dụ cái quan hệ đó đây là điểm cao hơn hay là điểm thấp hơn hay là mã số sinh viên xếp trước xếp sau vân vân. Thì cái quan hệ như vậy nó khá đơn giản, chúng ta tưởng tượng nó có thể sắp lên thành một cái dãy à, hay là một cái thứ tự giống như một cái đường thẳng của các điểm vậy. Chúng ta gọi đó là một cái quan hệ tuyến tính, quan hệ tuyến tính. Thì đó là một cái quan hệ đặc biệt. Trong cái mô hình dữ liệu phân cấp thì cái quan hệ của các phần tử hay là của các bộ phận của dữ liệu chúng ta nó sẽ là một cái quan hệ phân cấp. Ví dụ chúng ta có dữ liệu cho một cái phòng ban chẳng hạn, một cái phòng ban. Vậy thì ví dụ chúng ta có trưởng phòng rồi các phó phòng. Rồi dưới các phó phòng thì các nhân viên của phụ trách từng cái lĩnh vực vân vân.
thì nó tạo thành một cái mô hình phân cấp ha. Tổng quát hơn một xíu thì chúng ta có cái mô hình đồ thị, trong đó thì chúng ta sẽ có các đối tượng và quan hệ hai ngôi giữa các đối tượng. Quan hệ hai ngôi đó có thể là bất kỳ cái gì. À, thì trong cái trường hợp của mô hình dữ liệu tuyến tính thì quan hệ hai ngôi đó là cái quan hệ trước sau thôi. À, còn phân cấp thì đó là cái quan hệ phân cấp, nhưng mà đối với đồ thị thì đó là một cái quan hệ hai ngôi bất kỳ. Tổng quát hơn thì chúng ta có một cái quan hệ n ngôi bất kỳ, nghĩa là nhiều hơn hai, thì khi đó chúng ta sẽ dùng cái mô hình dữ liệu quan hệ, chính xác là quan hệ tổng quát. Cái mấu chốt của chúng ta như vậy đó là cái quan hệ. À, thì cái quan hệ nó là cái gì? Nó chẳng qua là một cái sự liên hệ giữa các đối tượng với nhau, giữa các đối tượng với nhau. Thì một cái quan hệ hai ngôi nó là một cái liên hệ giữa hai đối tượng, giữa hai đối tượng. Ví dụ chúng ta có quan hệ yêu chẳng hạn, vậy thì người này yêu người kia, đó là quan hệ giữa hai người. Dĩ nhiên hai người tức là hai ngôi, bởi vì có thể là A yêu B rồi lại là C yêu D, nhiều cặp tham gia, tức là nhưng mà là trên một cặp, trên cặp thì cặp nó là hai, cho nên thì cái đó là quan hệ hai ngôi. Thì trong đó một số cái quan hệ hai ngôi đặc biệt, ví dụ quan hệ tuyến tính của chúng ta đây, ví dụ chúng ta có cái nhỏ hơn, quan hệ nhỏ hơn trên một cái tập số chẳng hạn. À, thì đó là quan hệ hai ngôi, bởi vì chúng ta sẽ nói là số nào đó nhỏ hơn số nào đó. Ví dụ 3 nhỏ hơn 4, tức là chúng ta nói 3 với 4 tham gia vào cái quan hệ hai ngôi đó. Và chúng ta nói là cái quan hệ này tuyến tính, bởi vì chúng ta thấy rằng các đối tượng ở đây là các số, nó có thể sắp lên thành một cái đường thẳng theo cái quan hệ đó. Chúng ta có ví dụ 0 nhỏ hơn 1, nhỏ hơn 2, nhỏ hơn 3, các số tự nhiên chúng ta sắp lên được. À, rồi thì cái quan hệ phân cấp và thì nó phức tạp hơn. Chúng ta tưởng tượng cái đường đó nó có thể rẽ nhánh, có thể rẽ ra các nhánh. À, thì trưởng phòng thì có thể rẽ ra là có thậm chí là hai phó phòng chứ không chỉ là một ha. Rồi phó phòng như vậy là có các nhân viên bên dưới nữa. À, thì tổng quát hơn chúng ta có cái quan hệ ngôi bất kỳ thì đó là đồ thị, và chúng ta có thể có cái quan hệ nhiều ngôi thì chúng ta dùng cái mô hình dữ liệu quan hệ tổng quát. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu ở đây hai cái mô hình dữ liệu thôi, đó là mô hình dữ liệu tuyến tính và mô hình dữ liệu phân cấp. Hai cái mô hình dữ liệu này chúng ta đã được học trong cái môn gọi là cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Chúng ta được học gộp hai cái mô hình này vào trong đó, bởi vì lý do là hai cái mô hình này rất là quan trọng và nó khá đơn giản, có thể nói nó khá cơ bản ha, nó khá cơ bản và nó khá đơn giản, cho nên chúng ta có thể học trong một cái môn. Còn lại cái mô hình dữ liệu đồ thị thì nó rất là phức tạp và các bạn đã được học trong một cái môn riêng, đó là lý thuyết đồ thị. À, chúng ta có một cái môn riêng để nghiên cứu cái đó. Thì như vậy nó mới xứng tầm với cái mô hình dữ liệu đó, nó khá phức tạp. À, thậm chí phức tạp hơn nữa là cái mô hình dữ liệu quan hệ tổng quát. À, thì cái đó các bạn không chỉ học trong một môn mà các bạn đã được học trong rất là nhiều môn. Nói chung những cái môn liên quan đến cái mà chúng ta hay nói là cơ sở dữ liệu. Tại sao? Lý do là cái cơ sở dữ liệu lý thuyết của nó hay là cái nền tảng bên dưới thì người ta dùng cái mô hình dữ liệu quan hệ là chủ yếu. Mặc dù sau này có thể có ví dụ mô hình dữ liệu hướng đối tượng chẳng hạn, hay là những cái mô hình khác. Tuy nhiên thì cái mô hình dữ liệu quan hệ vẫn là cái mà người ta hay dùng nhất cho các cơ sở dữ liệu ha, cho việc hiện thực các cơ sở dữ liệu. Thì chúng ta được học trong nhiều môn. À, thì tôi nói ở đây như vậy để chúng ta thấy bốn cái mô hình như vậy và nó theo cái chiều phức tạp, và chúng ta thấy cái sợi chỉ xuyên suốt của nó, đó là cái quan hệ ha, cái quan hệ. Bản thân cái khái niệm quan hệ thì chúng ta đã được học trong toán rời rạc, trong toán rời rạc. Đó thì nghĩa là nói chung chúng ta đều đã được học hết ha. Nói nôm na một cái mô hình dữ liệu tuyến tính thì nó là danh sách thôi, nó là danh sách.
thì sau này nó chúng ta nghe nói là cái danh sách chẳng hạn, thì chúng ta kỹ hơn thì chúng ta hiểu đó là một cái mô hình dữ liệu tuyến tính ha, cách nói nó nghe nghe trừu tượng hơn, nhưng mà nói bình dân thì nó là một cái danh sách. Thì dĩ nhiên một cái danh sách như vậy nó khá trừu tượng, nó khá trừu tượng theo nhiều kiểu. Trước hết là danh sách cái gì ha, ví dụ chúng ta nói một danh sách các số thì như vậy nó đã cụ thể hơn. Chúng ta nói một danh sách sinh viên thì như vậy là một cái danh sách khác, nó một cái cụ thể hơn. Cho nên nói danh sách không thì nó là một cái mô hình trừu tượng. Nó trừu tượng theo kiểu nữa là cách chúng ta hiện thực cái danh sách ha, cách chúng ta được. Chúng ta nói danh sách số chẳng hạn. Thì đó là chúng ta đương nói đại khái là trong đầu hay là trong cái suy nghĩ chúng ta. Còn lại ví dụ chúng ta làm việc trên máy chẳng hạn, làm việc trên máy thì làm sao tôi biểu diễn hay tôi xử lý được một cái danh sách số đó, danh sách số thì chẳng hạn ví dụ chúng ta dùng một cái mảng để chúng ta chứa cái danh sách số đó, hay là chúng ta dùng một cái cấu trúc dữ liệu gọi là danh sách liên kết chẳng hạn để chúng ta hiện thực nó. Thì kiểu gì đi nữa tức là chúng ta hiện thực nó làm sao đi nữa thì nó đều phải thỏa cho chúng ta một vài cái tính chất chung của danh sách ở đây ha. Thì những cái gì chung nhất đó chúng ta sẽ nói và chúng ta xem đó là cái mô hình dữ liệu danh sách. Nghĩa là ở đây chúng ta đã trừu tượng cái chi tiết cài đặt đi rồi, chúng ta giữ lại cái cốt lõi của cái danh sách là gì. Và dĩ nhiên rồi nếu mà dân toán thì nó sẽ không cần thiết phải đi hơn nữa, đi xa hơn nữa. Nhưng mà chúng ta làm tin, nghĩa là chúng ta sẽ phải viết những cái ứng dụng để chúng ta giải những cái bài toán. Thì nếu mà chúng ta cần một cái danh sách thì buộc lòng chúng ta phải làm sao hiện thực nó trong cái chương trình chúng ta. Thì như vậy tôi cũng sẽ nghiên cứu, sẽ bàn về cái cách hiện thực cái danh sách. Và chúng ta sẽ có những cái so sánh và những cái cách thức khác nhau để chúng ta hiện thực cái danh sách. Nhưng mà như vậy thì trước hết chúng ta phải hiểu danh sách là gì. Hiểu danh sách là gì thì cốt lõi của nó là gì, và dĩ nhiên một phần không thể thiếu chúng ta biết rồi, đó là gì? Các thao tác cơ bản trên danh sách. Nó là dữ liệu. Vậy thì những cái thao tác có thể đi kèm với nó là gì? Cái này về kiểu dữ liệu chúng ta đã biết. Rồi sau đó chúng ta qua cái phần về cài đặt nó với các tiêu chí khác nhau và một vài cái minh họa cụ thể. Đối với lại các bạn á, như tôi nói là chúng ta sẽ thấy rằng những cái này người ta đã cài đặt sẵn cho chúng ta. Tuy nhiên nếu mà chúng ta có cái kiến thức về nó thì chúng ta sẽ chọn lựa được cái sự hiện thực mà nó phù hợp cho cái bài toán chúng ta. Nghĩa là chúng ta thấy rằng trong bài toán của chúng ta nó cần một cái danh sách để quản lý cái dữ liệu của chúng ta. Rồi thì chúng ta thấy rằng tôi hay xài cái thao tác này hay là thao tác kia. Rồi thì tôi nên chọn một cái cách cài đặt hay là một cái cài đặt có sẵn nào đó để nó phù hợp. Bởi vì chúng ta thấy rằng không có cái cách cài đặt nào là tốt hơn tất cả các cách cài đặt khác. Nó sẽ tốt trong cái tình huống này nhưng mà xấu hơn trong cái tình huống kia. Sau này như tôi nói bữa trước chúng ta đã biết về cái tính tiện lợi của lớp rồi vân vân, thì cái viễn cảnh sau này của một cái người lập trình thường không phải chúng ta code nhiều mà chúng ta sẽ phải phân tích thiết kế cái bài toán, phân tích cái bài toán, thiết kế cái chương trình của chúng ta và chọn lựa cái gì tốt từ những cái có sẵn cho cái bài toán của chúng ta. Chúng ta sẽ như vậy bớt có lại. Đó là cái viễn cảnh của cái việc lập trình sau này. Vậy thì danh sách nó là một cái gì? Danh sách nó là một dãy hữu hạn gồm không hoặc nhiều phần tử cùng loại. Cùng loại tức là cùng kiểu đó. Cho ví dụ chúng ta có một danh sách số, vậy thì tôi có đó là một dãy các số, dĩ nhiên nó cùng kiểu kiểu số, hay là danh sách sinh viên thì cùng kiểu sinh viên.
À, như vậy nó có một cái danh sách rất đặc biệt, đó gọi là danh sách rỗng. Danh sách này không có phần tử nào hết, à, không có phần tử nào. À, chúng ta có nhiều kiểu ký hiệu. Ở đây chúng ta có cái danh sách rỗng, nó là một cái khái niệm trừu tượng ha. Và thì ví dụ tùy cái hiện thực của chúng ta, tùy cái tình huống vân vân, nó là cái gì cụ thể, hay thậm chí đơn giản là ký hiệu nó chẳng hạn. Vậy thì cũng có người ký hiệu này, ký hiệu kia, vân vân ha. Thì ví dụ tôi ký hiệu nó như thế này, đây là cách ký hiệu của một cái ngôn ngữ lập trình gọi là Prolog nha, hay là một số cái ngôn ngữ khác cũng hay dùng cái ký hiệu này, thì tôi chọn nó. À, tuy nhiên thì cái đó là một cái lựa chọn thôi, còn lại dĩ nhiên rồi, không phụ thuộc vào cái việc chúng ta lựa chọn ký hiệu gì, thì cái khái niệm danh sách rỗng nó là như vậy. À, nó là một cái danh sách không có cái phần tử nào. À, một cái danh sách có n phần tử thì chúng ta luôn luôn có thể liệt kê ra được lần lượt các phần tử. À, A1, A2, giả sử chúng ta gọi đó là danh sách A, thì các phần tử sẽ lần lượt là A1, A2 cho đến AN theo thứ tự ha. Chúng ta gọi A1 là phần tử đầu tiên của danh sách và AN là phần tử cuối của danh sách. Chúng ta gọi N là chiều dài của danh sách, đó chính là số lượng phần tử của danh sách. À, thì chúng ta thấy rõ ràng nó sắp một cái đường, giống như một cái đường thẳng như vậy, hay là sắp thành một cái dãy. Các bạn tưởng tượng Y, tức là 1, 2, 3, 4, cái vị trí đó nó như là một cái dãy ghế. À, vậy thì các phần tử của chúng ta sẽ được đặt trên ghế, giống như người ngồi trên ghế vậy. Vậy thì cái ghế đầu tiên đó là dành cho cái phần tử đầu tiên, và cái ghế cuối cùng là dành cho cái phần tử cuối cùng. Như vậy các phần tử ngồi trên đó sẽ có cái quan hệ. Đây, quan hệ ở đây là tuyến tính, tức là trước sau. Ví dụ trước A2 sẽ là A1 và sau A2 là A3 nếu có. À, dĩ nhiên cái thằng A1 nó đặc biệt ở chỗ là nó không có phần tử đi trước, nó là người trước nhất rồi. Và cái AN nó đặc biệt là nó không có phần tử đi sau. Và trong tình huống mà A1 trùng với AN, tức là danh sách chỉ có một phần tử, vậy thì không có trước cũng chẳng có sau ha, nó có mình nó trong đó. Chúng ta thấy cái quan hệ như vậy đó là tuyến tính. Thì ở đây chúng ta nói là ngồi trước ngồi sau nha, nhưng mà đó là cách tôi nói, còn lại rất là nhiều bài toán nó sẽ thành cái khác. Ví dụ chúng ta có một danh sách sinh viên sắp theo mã số sinh viên. À, vậy thì cái ngồi trước ngồi sau đó là theo cái sắp thứ tự của cái mã số sinh viên. À, nhưng mà danh sách sinh viên sắp theo điểm trung bình của sinh viên chẳng hạn. À, vậy thì cái người ngồi trước nhất chính là cái người, ví dụ sắp tăng ha, vậy thì cái người ngồi trước nhất là cái người mà học giỏi nhất chẳng hạn. À, và cái thằng A2 nó có quan hệ với A1 và A3 ở chỗ là nó học giỏi hơn thằng A1 nhưng mà nó học dở hơn thằng A3. Như vậy nó có cái quan hệ ở đây, ví dụ là học giỏi hay là học dở hơn. À, nhưng mà chúng ta luôn luôn có thể trừu tượng hay là nói nó thành cái quan hệ là trước sau. À, trong đó A1 là phần tử đầu tiên nghĩa là trước nhất, và AN là phần tử cuối cùng nghĩa là sau nhất. Thì ví dụ như là danh sách sắp xếp sinh viên theo điểm, vậy thì sau nhất chính là giỏi nhất chẳng hạn. À, rồi nếu chúng ta có các phần tử là một hai thì cái danh sách chúng ta ký hiệu nó thành như thế này. Và đây là một cái cách ký hiệu lý thuyết nha, còn lại xíu chúng ta hiện thực nói ví dụ theo mảng vân vân thì chúng ta sẽ chia lê lại cái cách ký hiệu theo cái cách chúng ta cài đặt. À, chúng ta nói cái phần tử ở vị trí thứ y là phần tử thứ y của danh sách, và ở đây thì về lý thuyết thì tôi đánh số cái vị trí theo từ 1 trở đi ha, từ 1. Thì dĩ nhiên đây cũng là một cái cách nói thôi. Còn lại ví dụ có người đánh số từ 0 thì tôi đánh từ 1 cũng vậy, cuối cùng chúng ta cũng có, ví dụ theo quy ước của tôi ha, 1 bắt đầu từ 1, vậy thì A1 là phần tử đầu tiên. Còn chúng ta đánh từ 0 thì cũng có thằng đó, nó cũng là phần tử đầu tiên thôi ha. Những cái quan hệ trên đó nó không có thay đổi. Danh sách nó hình thành một cái thứ tự trước sau, nghĩa là một cái quan hệ tuyến tính. À, và cái mô hình dữ liệu mà cho phép chúng ta quản lý cái danh sách đây, nó là cái mô hình dữ liệu tuyến tính. Chúng ta nói danh sách là một cái kiểu nói chung ha, đúng hơn
những cái kiểu cụ thể có thể đó là chúng ta phải nói là danh sách kiểu gì đó, danh sách kiểu gì đó. À, thì đúng hơn thì chúng ta sẽ nói là danh sách các số nguyên, rồi danh sách các ngày, danh sách số nguyên. Dĩ nhiên đó là trong cái tình huống cụ thể của chúng ta. Còn lại khi chúng ta nói chung thì chúng ta nói danh sách. À, ví dụ chúng ta có danh sách các số nguyên tố nhỏ hơn 20. Đó là 2, 3, 5, 7, 11, 13, vân vân. Ha. Danh sách này có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 phần tử. Vậy thì chiều dài danh sách là 8. Rồi danh sách các ngày trong tuần. Ha, Monday, Wednesday, vân vân. Ở đây chúng ta thấy các ngày trong tuần nó hình thành một cái danh sách, lý do là nó có cái quan hệ tuyến tính. Ví dụ chúng ta có thứ ba là ngày sau thứ hai nhưng mà nó lại trước thứ tư, và như vậy nó có quan hệ trước sau đó ha. Hay là danh sách sinh viên sắp theo cái tiêu chí gì đó. À, rồi hay là một cái dòng chữ chẳng hạn, thì nó là một danh sách các ký tự. Vậy thì thực tế cái chuỗi của chúng ta là một trường hợp cụ thể của danh sách đó, đó là danh sách các ký tự. Một chuỗi nó là một danh sách ha. Vậy thì chuỗi nó thuộc cái mô hình danh sách chúng ta. Vậy thì mọi thứ chúng ta bàn ở đây về danh sách nó thì nó cũng đúng cho cái chuỗi. À, cái hay của cái việc chúng ta trừu tượng nó là như vậy. Thì đây chúng ta sẽ nói về danh sách nói chung, và như vậy nghĩa là nó cũng sẽ đúng cho chuỗi. Lý do chuỗi cũng là một danh sách. Nó cũng đúng cho danh sách các ngày, nó cũng đúng cho danh sách các số nguyên tố, và hay là danh sách số nguyên, hay là một cái danh sách bất kỳ nào khác. Ở đây có một cái danh sách đặc biệt. Ví dụ chúng ta nói một trang sách chẳng hạn. Một trang sách. Thì một trang sách thì chúng ta thấy nó gồm các dòng. À, chúng ta đánh ví dụ dòng 1, dòng 2, dòng 3, dòng cho đến dòng cuối của sách. Vậy thì một trang sách nó là một danh sách. Từng phần tử của nó là một dòng. Mà một dòng thì như vậy nó là một chuỗi. Hay nói cái khác, nó là danh sách các ký tự. Vậy thì một trang sách chúng ta là một danh sách. Nhưng mà các phần tử trong đó nó có cái kiểu hơi đặc biệt. Đó là nó cũng lại là danh sách. À, thì cái điều này không cấm ha. Chúng ta chỉ yêu cầu các phần tử của danh sách là cùng kiểu, còn lại kiểu của nó phức tạp gì đi nữa vẫn được. Ví dụ trong tình huống này. Hay thậm chí bây giờ ví dụ chúng ta nói một cuốn sách chẳng hạn. Một cuốn sách nó là một danh sách các trang. Ví dụ chúng ta nói cuốn sách này có 4 4 5 trang chẳng hạn, trang 1, trang 2, trang 3, đúng không? Vậy thì dĩ nhiên nó có thứ tự ha, tức là trang đầu tiên là trang 1, rồi trang sau, ví dụ trang 2 nó sẽ nằm sau trang trước. Thì nó là một cái danh sách mà các phần tử của nó lại là danh sách, đó là các trang. Mà bản thân cái đó nó lại là danh sách ha, đó là các ký tự. Vâng. Ba cái đặc trưng của danh sách chúng ta cần nhớ đó là các phần tử phải cùng kiểu, các phần tử cùng kiểu. À, các phần tử có thứ tự và hệ quả là nó có thể trùng. Theo nghĩa là gì? Ví dụ chúng ta có một danh sách các ngày trong các tháng, các số ngày của tháng, danh sách số ngày của tháng chẳng hạn. Thì chúng ta có cái danh sách đó sẽ là 12 phần tử, chúng ta có 12 tháng, trong đó phần tử đầu tiên sẽ là số ngày của tháng 1 ha. Ví dụ tháng 1 có 31 ngày chẳng hạn. Rồi phần tử thứ hai là số ngày của tháng 2, rồi phần tử thứ ba là số ngày của tháng 3. À, thì trong đó chúng ta thấy số ngày của tháng 3 cũng là 31. 31 ha. Thì nếu chúng ta dùng cái danh sách để nói vậy thì cái danh sách cái ngày là thấy ví dụ 31 nè. Sau đó là 28 hay là 29 gì đó thì cái năm đúng không? Rồi sau đó là 31. Và chúng ta có đủ đến tháng 12 thì chúng ta cũng có 31 ngày ha. Danh sách này liệt kê đủ ra hết được ha, và 12 phần tử thì chúng ta thấy như vậy 31 này nó xuất hiện nhiều lần. Nó xuất hiện nhiều lần được. Và chúng ta cho phép cái điều này. Bởi vì nó nằm ở các vị trí khác nhau. 31 đầu tiên này là vị trí 1 phần tử thứ nhất của danh sách, và 31 này nó là phần tử thứ ba của danh sách ha. Nói về cái việc cùng kiểu, nói về cái cùng kiểu thì đôi khi chúng ta cần một cái danh sách không cùng kiểu, danh sách các phần tử mà có thể không có cùng kiểu,
Ví dụ giả sử là chúng ta có một danh sách, các cuốn sách chẳng hạn, tức là một chồng sách đó, một chồng sách thì chúng ta có cuốn sách nằm dưới, cuốn sách nằm trên, rồi trên nữa, cuốn sách trên cùng, vâng hả. Nhưng mà giả sử thì người ta xen vở vào trong đó, tức là vừa là chồng sách vừa là chồng vở, thì có vẻ như nó không cùng kiểu, nhưng mà thực tế thì nó cùng cũng cùng kiểu, đó là kiểu sách hay vở. Bởi vì khi chúng ta xử lý thì chúng ta xem, thì đến cuối cùng thì nó đều có thể có cùng kiểu là đối tượng, nếu mà chúng ta dùng cái ngôn ngữ lập trình đối tượng. Cho nên nhiều khi chúng ta sẽ phân vân là chúng ta cần có một danh sách quản lý cả cả sách lẫn vở. Nghĩa là ví dụ các bạn lập trình đối tượng, các bạn có lớp book chẳng hạn cho các cuốn sách, và các bạn có cái lớp là notebook cho các cuốn vở chẳng hạn. Tôi cần một cái cấu trúc danh sách để quản lý cả sách lẫn vở. Vậy tức là chúng ta sẽ là list of gì ha. Thì cái điều này cũng nó sẽ rất là tự nhiên khi chúng ta sẽ thấy là thường các bạn sẽ kế thừa cả bút lẫn notebook từ một cái lớp cha. Nghĩa là chúng ta đều xem bút và notebook là một cái gì đó. Ở đây ví dụ như là tài liệu chẳng hạn. Tôi có một cái lớp tài liệu. Trong đó có hai dạng là bút và notebook. Bút chẳng hạn là những cái tài liệu người ta in sẵn, còn notebook là người khác, chúng ta có thể ghi thêm vào, vân vân. Thì như vậy cái list của chúng ta sẽ là list các tài liệu. Và cái điều này nó sẽ luôn luôn đúng được, bởi vì chúng ta nên biết rằng trong các ngôn ngữ lập trình đối tượng thì mọi lớp đến cuối cùng nó đều kế thừa từ cái lớp gọi là object. Chúng ta có một cái lớp rất đặc biệt gọi là lớp object. Lớp này sẽ là lớp cha hay là lớp ông nội, nói chung là nó sẽ là lớp thủy tổ của mọi lớp khác. Mọi lớp khác đều phải kế thừa trực tiếp từ nó hoặc gián tiếp, tức là qua nhiều bậc kế thừa để nó. Cho nên đến cuối cùng chúng ta có thể có một cái list of objects ha. Cho nên thì luôn luôn có thể xem nó cùng kiểu được. Rồi, đối với bất kỳ một cái cấu trúc dữ liệu nào cũng vậy. Một cái quan trọng đó là chúng ta xem thử khi nào hai dữ liệu có thể có của cái mô hình đó là một. Ví dụ chúng ta có cái dữ liệu kiểu dữ liệu số nguyên. Vậy thì hai con số nguyên hay là hai mẫu dữ liệu cụ thể được xem là như nhau hay được xem là bằng nhau hay là một khi nào? Thì đối với số nguyên thì rất rõ rồi. Hai con số đó là một khi nó là một, nó giống nhau ha, số 1 với số 1 chẳng hạn, nó là một. Còn đối với danh sách thì danh sách được xem là như nhau, là bằng nhau khi mà nó cùng chiều dài, nó phải cùng chiều dài và các phần tử phải giống nhau ở cùng thứ tự, ha. Vậy thì danh sách ví dụ gồm hai số, là một với hai chẳng hạn, ví dụ tôi có danh sách hai số đó, vậy thì nó sẽ bằng cái danh sách nào? Chỉ có nước là một hai, một hai. Nó không thể bằng cái danh sách một hai ba này, không bằng ha, không bằng danh sách một hai ba. Nó khác cái danh sách một hai ba, nó cũng khác cái danh sách hai một. Hai thằng này cùng chiều dài, có vẻ như nó cũng cùng chừng đó đối tượng bên trong, nhưng mà các đối tượng này nó ngồi ở vị trí khác nhau, nó cái quan hệ nó không có giống bên này. Ví dụ thằng đầu tiên bên này là một, thằng đầu tiên bên này lại là hai, vậy thì chúng ta nói hai danh sách đó khác nhau. Ở đây nó có một cái cách xem danh sách rất là quan trọng, đó là chúng ta xem danh sách như là một cái cấu trúc đề quy. Và cái điều này nó giúp chúng ta trong nhiều cái thao tác. Thực tế thì nó sẽ không có rõ ràng, nhưng mà một số cái ngôn ngữ lập trình mà cấp cao hơn, ví dụ Prolog hay nói chung là những cái ngôn ngữ mà nó gọi là những ngôn ngữ thế hệ sau á, thì cái cách xem danh sách là một cấu trúc đề quy nó quan trọng. Trong khi những cái ngôn ngữ thế hệ đầu ví dụ như C chẳng hạn thì nó
quan trọng cái hiệu quả, cho nên thì cái cách xem danh sách như hồi nãy chúng ta đã nói là cái cách nó hay xem, tức là nó xem danh sách như là một dãy các phần tử có thứ tự nãy chúng ta đã nói. À, thì cái cách xem đệ quy của một cái danh sách nó như thế này. Một cái danh sách kiểu list of T, tức là danh sách các phần tử chữ T đó, có thể được định nghĩa đệ quy như thế này. À, trường hợp cơ sở chúng ta có rỗng là một cái danh sách list of T, đây là một cái danh sách rất đặc biệt. Chúng ta không có phân tách gì nó được nữa, đó là danh sách mà không có phần tử mà. Còn nếu nó không rỗng ha, thì chúng ta luôn luôn có thể tách cái danh sách ra thành cái phần tử đầu và cái phần còn lại của danh sách. Cái cách tôi phát biểu đây nó hơi dông dài để cho nó chính xác ha. Còn thì chúng ta nói nôm na như vậy. Tức là một cái danh sách bất kỳ, danh sách bất kỳ kiểu T, danh sách bất kỳ có các phần tử kiểu T. Vậy thì hoặc nó là danh sách rỗng, hoặc là chúng ta có thể tách nó ra thành hai phần. Phần thứ nhất là cái phần tử đầu tiên của danh sách, đó là một dữ liệu kiểu T. Dữ liệu kiểu T, ví dụ danh sách sinh viên chẳng hạn. Vậy thì cái phần tử đầu tiên của cái danh sách sinh viên đó là một một dữ liệu kiểu sinh viên. Và phần còn lại là tất cả các sinh viên còn lại trừ cái phần đầu tiên. Vậy thì nó cũng là một danh sách. Chúng ta gọi đó là phần còn lại, thì dĩ nhiên nó là danh sách. Thì cái hay của cách xem này đó là gì? Với danh sách không rỗng chúng ta luôn luôn tách nó ra được hai thành phần, trong đó cái phần sau á nó lại là một danh sách. Như vậy thì đây là một cái cấu trúc mà có hai thành phần, phần tử đầu và phần còn lại, trong đó cái phần sau đó lại cũng có kiểu như vậy, vậy nó cũng là danh sách, cho nên chúng ta gọi là một cái cấu trúc đệ quy. Ví dụ chúng ta nói danh sách 1 2 3 thì theo cái cách xem hồi nãy chúng ta nói đây là một dãy ba phần tử, phần tử đầu là một, phần tử thứ hai là hai, thứ ba, vân vân. Nhưng mà cách xem đệ quy thì chúng ta nói là danh sách 1 2 3 là một cấu trúc gồm có hai phần, trong đó phần đầu là cái phần tử một và phần sau là danh sách còn lại. Danh sách còn lại đó chính là 2 3. Danh sách 2 3. Mà như vậy cái danh sách còn lại đó cũng có thể lại cứ xem hồi như vậy. Nghĩa là phần tử đầu của nó là 2 và danh sách còn lại là 3. Mà danh sách 3 không đó, như vậy có phần tử đầu là 3 và phần còn lại là rỗng. Danh sách chỉ có số 3 thì phần đầu là 3, phần còn lại hết rồi. Tới đây chúng ta dừng. Như vậy cái rỗng này nó là cái trường hợp để chúng ta kết thúc, chúng ta dừng cái việc đệ quy trong cái cách xem chúng ta như vậy. Cái cách xem này nó có cái lợi là gì? Nó giúp chúng ta thực hiện cái thao tác nó đơn giản. Ví dụ tôi cần làm một cái thao tác như này trên một cái danh sách, ví dụ tôi có danh sách sinh viên sắp theo mã số sinh viên chẳng hạn, sắp theo mã số sinh viên. Vậy thì bây giờ tôi cần tìm điểm số của một cái sinh viên có cái mã số cho trước. Chúng ta tưởng tượng cái danh sách này là một cái tờ giấy mà người ta đã in ra, và chúng ta có dòng 1, dòng 2, dòng 3, trong đó dòng 1 tức là số thứ tự 1 đó là của sinh viên 1, tức là số thứ tự chính là chỉ số hay là vị trí của phần tử đó ha. Và một sinh viên một dòng như vậy chính là một phần tử trừ cái cột thứ tự ra. Thì ví dụ trong đó chúng ta có cái cột mã số, đó là cột mà chúng ta sắp trên đó, và có cái cột là tổng điểm chẳng hạn. Vậy thì tôi được giao cái danh sách đó và tôi cần thực hiện cái thao tác là tìm hay là cho biết cái điểm tổng kết của một cái sinh viên có mã số là A chẳng hạn. Vậy thì nếu mà theo cách thông thường xem danh sách đó như là các dòng 1, 2, 3, sách thứ tự như vậy, thì chúng ta sẽ có cách làm là gì? Trong đầu chúng ta nghĩ ha, đó là gì? Chúng ta sẽ so khớp hay là tra thử cái mã số sinh viên nó có khớp với cái cột mã số sinh viên của sinh viên thứ một, tức là dòng 1 hay không. Nếu nó không khớp thì chúng ta sẽ tra qua cái dòng 2, và nếu không khớp tra qua dòng 3. Nếu mà nó khớp thì chúng ta sẽ giống qua cái cột là điểm và chúng ta đọc cái con số đó. Vậy thì chúng ta hoàn thành cái thao tác. Và trong tình huống rất đặc biệt đó là chúng ta duyệt qua hết tất cả các dòng mà không không có. Vậy thì chúng ta sẽ nói là không có sinh viên đó trong lớp. Đó là cách chúng ta làm.
theo cái kiểu danh sách chúng ta nói. Còn nếu mà chúng ta xem nó như là một cái cấu trúc để quy theo kiểu chúng ta nhìn ở đây, thì chúng ta sẽ làm như thế này. Đầu tiên tôi coi thể danh sách của chúng ta có rỗng hay không, tức là nhìn vô xem để có dòng nào hay không. Nếu rỗng thì dĩ nhiên nói là không có sinh viên đó trong lớp, vì lớp này không có ai hết thì lấy đâu có sinh viên đó. Nếu không rỗng, nếu không rỗng ha, tôi tra cái sinh viên trên cái dòng đầu tiên của cái danh sách cần tra, danh sách cần tra nha. Thì trong tình huống đầu tiên của chúng ta thì danh sách cần tra là toàn bộ cái danh sách. Như vậy phần tử đầu tiên chính là phần tử ở vị trí thứ một, tức là số thứ tự một. Nếu mà tôi thấy vậy thì tôi báo ra là đọc cái cột tương ứng báo ra và tôi dừng. Còn nếu không thì tôi sẽ nói là à bây giờ tôi làm lại cái chuyện đó, y xì cái chuyện đó nhưng mà cho cái danh sách còn lại, tức là danh sách từ số thứ tự 2 đến cuối. Hay nói cách khác là tôi sẽ lấy cây viết tôi gạch cái dòng, một ha, gạch cái dòng một và tôi áp dụng lại nguyên si cái cách tôi vừa làm. Như vậy chúng ta sẽ lặp đi lặp lại cái chuyện là gì, tra cái hay là tìm cái phần tử trong cái danh sách. Và chúng ta cứ tra phần tử đầu của cái danh sách cần tra, nhưng mà càng ngày thì cái danh sách cần tra chúng ta nó sẽ nhỏ dần nhỏ dần nhỏ dần và cái tình huống đặc biệt của chúng ta đó là đến khi mà danh sách cần tra nó rỗng thì chúng ta nói là không có cái sinh viên ở trong lớp. Thì cái cách làm như vậy chúng ta thấy là chúng ta hiện thực rất dễ, bởi vì chúng ta có thể gọi để quy ha, gọi để quy thì chúng ta làm. Bất kỳ cái dữ liệu nào cũng vậy, chúng ta sẽ phải xem thử chúng ta có thể làm những cái thao tác gì trên cái dữ liệu đó. Ví dụ các số nguyên thì chúng ta có thể cộng trừ nhân chia, chúng ta so sánh bằng vân vân ha, nhỏ hơn lớn hơn. Vậy thì với danh sách chúng ta có thể làm gì trên một cái danh sách, thì nó có một vài cái thao tác cơ bản ở đây ha, tạo thao tác cơ bản và chúng ta cũng sẽ như vậy thấy rằng các thao tác này rất là trừu tượng, rất là trừu tượng. Ví dụ chúng ta có cái thao tác là tìm kiếm phần tử chẳng hạn, tìm kiếm một cái phần tử trong danh sách. Vậy thì trong cái tình huống danh sách sinh viên của chúng ta hồi nãy chính là chúng ta đã thực hiện cái thao tác tìm kiếm phần tử đó, tìm kiếm một cái sinh viên có cái mã số nào đó. Đó là một cái thao tác cụ thể trong cái danh sách cụ thể của chúng ta là danh sách sinh viên ha. Nhưng ở đây chúng ta có thể trừu tượng lại thành một cái thao tác chung, đó là tìm kiếm phần tử trên một cái danh sách. Thì dĩ nhiên nếu mà chúng ta biết cách giải hay là chúng ta tìm ra cái thuật toán để chúng ta làm cái cách chung cái trong cái trường hợp chung đó, thì dĩ nhiên chúng ta có thể áp dụng cái đó lại cho cái trường hợp cụ thể ha. Nghĩa là chúng ta khỏi tốn công để chúng ta nghĩ ra cái cách làm cho từng trường hợp cụ thể. Cái hay của cái việc trừu tượng nó là như vậy. Đây là ví dụ như là cái thao tác xóa phần tử khỏi danh sách chẳng hạn, xóa phần tử khỏi danh sách. Thì ví dụ trở lại cái danh sách sinh viên, ví dụ nhà trường phòng đào tạo quản lý các bạn bằng cái danh sách sinh viên, vậy thì cái thao tác xóa phần tử khỏi danh sách đó nó cũng kiểu như là đuổi học một cái bạn nào đó, đó chính là cái thao tác đuổi học, hay là cấm học, hay là ngừng buộc ngừng học một bạn, hay là một cái bạn đó tự xin nghỉ chẳng hạn, thì nó đều quy quy về cái thao tác xóa đó, ví dụ như vậy. Thì như vậy cái thao tác xóa phần tử này là một cái thao tác trừu tượng mà trong những cái trường hợp cụ thể của danh sách cụ thể thì nó là cái thao tác gì. Chúng ta có một cái lớp thao tác có thể chia ra làm hai nhóm thao tác trên danh sách. Một nhóm là những cái thao tác mà không làm thay đổi danh sách, tức là tôi có danh sách đó tôi áp cái thao tác đó lên, hay là tôi thực hiện cái thao tác đó trên danh sách, thì sau khi tôi làm xong danh sách chúng ta nó vẫn y như vậy, không có bị thay đổi. Ví dụ cái thao tác tra cứu sinh viên hồi nãy, tra cứu sinh viên hồi nãy
Tôi có danh sách sinh viên ha, sau khi tôi tra cứu xong thì tôi vẫn có danh sách sinh viên như vậy, không có bạn nào bị đuổi học hay là không có bạn nào bị sửa điểm vân vân. Mặc dù tôi đã hình ảnh nói là gì trong cái trường hợp đề quy, tôi lấy viết tôi gạch cái dòng đó, nhưng mà đó là cái cách nói thôi, hay nói cái khác là các bạn gạch trong đầu thôi ha, đừng có gạch trên cái danh sách đó. Còn nếu mà chúng ta gạch trên đó nghĩa là sau này chúng ta phải phải tức là trước khi đó thì chúng ta phải copy một cái danh sách đó chẳng hạn, chúng ta còn dùng nó chỗ khác, nói nôm na như vậy. Thì những cái thao tác mà không thay đổi trên danh sách chúng ta hay gọi là thao tác truy cập. Thao tác truy cập theo nghĩa là chúng ta chỉ tìm thông tin trong đó thôi, tìm thông tin trong đó. Còn lại đối ngược với nó là những cái thao tác làm thay đổi danh sách, ví dụ tôi xóa, tôi đổi chỗ hai phần tử, hay là tôi thêm chèn thêm một phần tử vào, thì đó nó sẽ làm thay đổi cái danh sách. Theo cái kiểu như vậy chúng ta sẽ có một cái dạng danh sách rất đơn giản, nó gọi là danh sách tỉnh. Đó là danh sách mà chỉ hỗ trợ duy nhất cái thao tác là truy cập thôi, nó không có hỗ trợ thao tác thêm xóa sửa. Danh sách tỉnh là danh sách mà nó không thay đổi các phần tử của nó, ví dụ vị trí, thông tin, đúng không? Một khi nó đã tạo nên rồi, hay sau khi tôi đã xây dựng xong cái danh sách đó thì nó cứng như vậy. Ví dụ một cái cuốn từ điển chẳng hạn, cuốn từ điển. Ví dụ các bạn xây dựng một cái chương trình tra cứu từ điển, tra cứu từ điển. Thì rõ ràng các bạn cái cấu trúc dữ liệu quan trọng bên trong của các bạn là cái từ điển, quản lý từ điển, nó chính là một danh sách các mục từ, danh sách các mục từ. Tại sao nó là danh sách? Bởi vì nó có sắp thứ tự, các bạn thấy người ta sắp ví dụ chữ A trước, hai chữ B sau, vân vân. Đó là danh sách các mục từ. Nhưng mà tùy theo cách các bạn cài đặt, thường thường thì chúng ta cài nó như là một danh sách tỉnh. Nghĩa là các bạn có cơ sở dữ liệu bên dưới vân vân, và một khi mà chương trình mình chạy lên là mình sẽ nạp cái danh sách đó là, và khi danh sách mình nạp xong rồi thì nó sẽ không bao giờ thay đổi nữa. Các bạn chỉ có tra cứu trên đó thôi. Chúng ta không có thay đổi nó. Rồi đó là một cái danh sách tỉnh đặc ha, một cái danh sách đặc biệt. Liên quan đến cái việc truy cập, chúng ta có thể chia ra làm hai kiểu. Một đó là những cái danh sách có khả năng truy cập ngẫu nhiên và những danh sách không có khả năng truy cập ngẫu nhiên, và chúng ta gọi là truy cập hạn chế. Một cái danh sách truy cập ngẫu nhiên là danh sách mà cái việc chúng ta truy cập vào phần tử bất kỳ của danh sách nó là như nhau, thời gian truy cập là như nhau. Tức là tôi truy cập vào phần tử thứ nhất, phần tử thứ hai, phần tử thứ ba, thứ tư hay là bất kỳ phần tử nào thì thời gian truy cập là như cái điều này có vẻ không đúng cho cái từ điển. Bây giờ giả sử chúng ta có cuốn từ điển nha, thì đó là danh sách các mục từ thôi. Thì thường các bạn tra những cái từ mà nó ở đâu đó đầu bảng chữ cái. Ví dụ tôi muốn tra thử chữ ờ chẳng hạn, cái mạo từ tiếng Anh đó nghĩa là gì. Vậy thì thường chúng ta tra được cái từ đó nhanh. Còn bây giờ ví dụ tôi muốn tra một cái từ, một cái từ đâu đó, một cái mục từ đó có vẻ như nó nằm ở giữa chẳng hạn, thì có vẻ các bạn sẽ lập tốn thời gian để tìm ra cái chữ đó nhiều hơn. Vậy thì với phần tử đầu tôi đã truy cập nhanh, trong khi những cái phần tử khác ví dụ ở giữa hay là lưng chừng chúng ta truy cập lâu hơn, thì cái danh sách đó không phải là danh sách truy cập ngẫu nhiên. Còn lại ví dụ các bạn khi chúng ta đi thi chẳng hạn, phòng đào tạo ví dụ người ta sắp các bạn ngồi theo mã số 1, 2 thì người ta đánh số trên đó. Và người ta quản lý thông tin, ví dụ trong danh sách người ta ghi rõ con số. Vậy thì khi truy cập các bạn ví dụ nhắc một cái bạn nào đó là không có trao đổi chẳng hạn, vậy thì hầu như người ta có thể dễ dàng tìm ra ngay cái vị trí của cái người cần nhắc, mà cái thời gian là khá là như nhau dựa trên cái bạn đó. Thì đó là một cái truy cập, danh sách truy cập ngẫu nhiên.
cái danh sách truy cập hạn chế thì nó tùy kiểu ha, thì nó có vài kiểu, ví dụ như là cái việc chúng ta truy cập phần tử đầu thì nó nhanh hơn, hay là phần tử cuối nó nhanh hơn, hay là đôi khi nó hạn chế đến mức là chúng ta chỉ truy cập được phần tử đầu thôi, các bạn không truy cập được phần tử sau. À thì cái câu hỏi có vẻ như nó hơi 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 ngớ ngẩn là à, vậy thì cái danh sách chúng ta chỉ có nước truy cập phần tử đầu, vậy thì mấy cái thằng sau tôi bỏ vô làm cái gì? À, bỏ vô làm cái gì? Nói cái khác là đâu có cần những cái thằng đằng sau, bởi vì có bao giờ chúng ta rờ đến được nó. À, nhưng mà không phải như vậy, nếu mà chúng ta gỡ cái thằng đầu ra thì nó sẽ lòi cái thằng sau, nghĩa là cái thằng sau nó lại là thành cái thằng đầu chẳng hạn, thì như vậy lúc đó chúng ta lại truy cập được nó. Vâng ha, thì ví dụ như là chúng ta có một cái chồng đĩa chẳng hạn, các bạn rửa đĩa xong các bạn úp lên thành cái chồng. Vậy thì bây giờ sau khi nó khô rồi ha, chúng ta lấy xuống ăn chẳng hạn, vậy thì khi chúng ta sẽ lấy từng cái trên này, từng cái trên này à. Và khi chúng ta ví dụ cần kiểm tra xem là tôi muốn kiểm tra xem cái đĩa nào đó nó có phải nó bị dơ hay không, thì chúng ta chỉ có nước là nhìn vào cái đĩa trên cùng thôi, nó khác là chúng ta chỉ biết được cái đĩa trên cùng nó có dơ hay không, cái đĩa bên dưới chúng ta không biết. À, thì muốn biết cái đĩa bên dưới nó có dơ hay không, chúng ta lại phải gỡ cái đĩa trên cùng ra. Nghĩa là trước đó tôi phải làm cái thao tác remove chẳng hạn. Phải xóa cái phần tử trên đầu. Vâng ha, có những cái dạng như vậy. Hay là phần tử cuối vân vân, và chúng ta sẽ thấy cái này. Cái nhóm thao tác mà thay đổi cái danh sách thì cơ bản đó là thêm xóa sửa, và những cái thao cái danh sách mà có hỗ trợ những cái thao tác mà làm thay đổi danh sách thì chúng ta gọi đó là những cái danh sách động, danh sách động. Và cũng vậy nha, nó thường một số tình huống nó liên quan cái thao tác truy cập và nó đi kèm với lại cái thêm xóa sửa như chúng ta nói hồi nãy. À, như chúng ta nói hồi nãy thì ở đây nó có hai hai trường hợp đặc biệt của danh sách, hay là hai cái mô hình, hay là hai cái trường hợp đặc biệt của cái mô hình danh sách, đó là cái ngăn xếp và cái hàng đợi, và các bạn dĩ nhiên cũng đã biết trong cái môn cấu trúc dữ liệu rồi. À, một cái stack hay là một cái ngăn xếp, cái danh sách thì tiếng Anh nó là một cái list ha, một cái list thì nó là một cái list đặc biệt ở chỗ là nó chỉ hỗ trợ ba thao tác thôi. Cái list của chúng ta nó có thể hỗ trợ rất là nhiều thao tác ở đây nha. À, trong đó ví dụ như là danh sách tỉnh, chúng ta gọi là cái chẳng hạn cái kiểu dữ liệu là dictionary đó, thì nó chỉ hỗ trợ thao tác ví dụ lookup thôi. À, và một cái danh sách nói chung thì hỗ trợ tất cả các thao tác của chúng ta ở đây. Còn nếu mà danh sách nó chỉ hỗ trợ ba thao tác này thôi thì chúng ta gọi đó là một cái ngăn xếp. Ba thao tác đó là gì? Thêm vào đầu. Khi các bạn thêm phần tử thì các bạn phải thêm vào đầu danh sách, nghĩa là cái người mà chúng ta thêm đó nó trở thành người đầu tiên của cái danh sách. À, và khi chúng ta xóa, các bạn cũng vậy, chúng ta xóa ở đầu. Cái là các bạn muốn gỡ một ai đó ra thì chỉ có nước là gọi cái người ở đầu đó ra, chứ không có mấy người sau đó không không bị gọi ra được. Dĩ nhiên rồi, tôi đã gọi cái người ở đầu ra thì cái người thứ hai trở thành người đầu, và sau đó chúng ta có thể gọi người đó ra ha. truy cập ở đầu nghĩa là các bạn muốn kiểm tra ví dụ như là người đầu đó có đeo thẻ vân vân, thì chỉ có nước là dùng cái người đầu tiên thôi, các bạn không có kiểm tra những người ở dưới được. Thì cái danh sách này nó xuất hiện trong những cái bài toán hay là những cái tình huống mà chúng ta làm việc theo cái cơ chế nó gọi là last in first out before. À, ví dụ như là cái ngăn xếp cái chồng đĩa mà chúng ta nói hồi nãy, các bạn có một cái chồng đĩa, bây giờ các bạn rửa xong một cái đĩa thì các bạn xếp lên chồng, thì các bạn chỉ có nước là để vào trên cái đầu, trên cái đỉnh của cái chồng đó. À, bây giờ các bạn muốn là gì? Tôi muốn rửa lại. À, tôi rửa chưa kỹ, tôi muốn lấy ra, tôi rửa lại, thì các bạn chỉ có nước là lấy cái đĩa ở trên cùng thôi, các bạn không có gỡ đĩa dưới được
À, giả sử chúng ta tưởng tượng là chúng ta đục cái lỗ rồi xếp đĩa vô, còn không thì gỡ cái đĩa dưới là mấy cái đĩa ở trên nó bể ha. À, cũng vậy các bạn muốn phân vân là liệu tôi có phải rửa lại hay không thì các bạn chỉ có nước là liếc nhìn cái ở trên đầu thôi. À, thì ba cái thao tác đó, như vậy đó là một cái danh sách. Đó là cái lý do người ta gọi nó là start ha, cái hình ảnh của một cái chồng như vậy. À, hay gọi là tiếng Việt nhiều khi người ta hay gọi là một cái chồng xếp, chúng ta gọi ngăn xếp. À, cái dạng thứ hai là cái dạng hàng đợi. À, đó là khi các bạn thêm thì thêm vào cuối, và xóa thì các bạn xóa ở đầu, và các bạn có thể truy cập cả ở đầu lẫn cuối. Thì những cái trường hợp xuất hiện cái này là do cái cơ chế first in first out. Ví dụ ha, ví dụ các bạn đi xếp hàng chẳng hạn, để chúng ta phục vụ. Cái việc xếp hàng là tôi nói hình ảnh, còn lại ví dụ nó xuất hiện trong cái bài toán nào trên máy. Ví dụ tôi nói cái việc xếp hàng đi mua vé trước đây chẳng hạn ha, xếp hàng mua vé thì các bạn có một cái, hay là xếp hàng đợi thang máy đi, xếp hàng đợi thang máy thì các bạn phải đứng thành một cái hàng ha. Giả sử chúng ta có một hàng thôi thì đó là một cái chúng ta gọi là cái queue đó, hàng chúng ta gọi là hàng đợi để chúng ta đương đợi mà. À, thì ai đó đi vào cái hàng đó thì chỉ có nước là đứng vào cuối hàng thôi. À, chúng ta mà chen vô giữa hay là chen lên trên là mất lịch sự đúng không? À, rồi coi chừng bị đánh nữa. Còn lại xóa ở đầu nghĩa là gì? Cái người mà rời khỏi hàng đó là cái người đầu tiên. À, ví dụ chúng ta vô thang máy chẳng hạn là chúng ta được phục vụ, là chỉ có người đó thôi. Và dĩ nhiên là người đó xong rồi thì tới người thứ hai, bởi vì người thứ hai đã trở thành cái đầu của cái danh sách còn lại ha. Khi cái người thứ nhất đi rồi đã xóa rồi, và khi truy cập chẳng hạn, à, thì ai đó đứng ngồi á, muốn muốn ấy gì đó thì chỉ có thể là với cái người đầu tiên là cái người cuối thôi. Vậy cái đó là first in first out. Cái này tôi minh họa nó khá là hình ảnh thực tế để chúng ta dễ hình dung, nhưng mà trên máy chúng ta nó sẽ xuất hiện thường xuyên. Ví dụ cái hàng đợi ha, nó xuất hiện chỗ nào? Chẳng hạn trong Windows nó có một cái khái niệm gọi là hàng đợi thông điệp, hàng đợi thông điệp. Khi các bạn sử dụng một cái chương trình bất kỳ ha, các bạn sử dụng nó bằng cách các bạn tương tác với nó. À, ví dụ các bạn nhấn chuột vào cái mục menu này, các bạn gõ phím này, rồi gõ phím khác vân vân, thì những cái tương tác từ bạn đến chương trình đó nó gọi là những cái sự kiện, hay là những cái thông, đúng rồi, tôi gọi nó là những cái thông điệp đi ha, đúng hơn nó là những cái sự kiện, chúng ta gọi nó là thông điệp đi cũng được, để nói nôm na. Ví dụ khi các bạn dùng cái chương trình gõ, chương trình xử lý văn bản chẳng hạn, các bạn đương gõ văn bản, các bạn đầu tiên gõ chữ A, vậy thì các bạn đã gửi một cái thông điệp đến chương trình rằng bạn đã gõ chữ A ha. Sau đó tôi gõ chữ B, nghĩa là các bạn gửi thông điệp là gõ chữ B, và chúng ta thấy là nếu mà chương trình chúng ta xử lý nhanh thì không có vấn đề gì hết. Tôi gửi A, nó xử lý chữ A, nghĩa là nó thêm được chữ A. Tôi gõ chữ B, nó xử lý chữ B. Gõ chữ C, xử lý chữ D, tôi được một chuỗi ABC. Nhưng mà nếu là nhanh ha, còn nếu mà nó xử lý chậm, tùy theo cái thao tác chúng ta, tùy theo thông điệp nha. Ví dụ như là tôi nhấn cái nút là Ctrl A chẳng hạn, vậy nghĩa là phải chọn hết văn bản. Hay là tôi nhấn Ctrl B nữa, nghĩa là phải làm đậm tất cả chẳng hạn, thì tùy theo cái khối lượng vân vân. Chúng ta thấy có thể nó phải tốn thời gian xử lý. Thì trong tình huống mà nó nhận cái thông điệp, nó xử lý mà chưa xong mà thông điệp khác đến rồi, nghĩa là nó nhận chữ A, đương còn bận xử lý tôi đã gõ phím B rồi, vậy thì làm sao? Rõ ràng là chương trình chúng ta sẽ phải xử lý phím B, nhưng mà là sau đó, nghĩa là nó sẽ sắp hàng các thông điệp chúng ta thành một cái hàng đợi, đợi xử lý, và phải sắp theo hàng đợi. Lý do là gì? Cái gì mà đến trước thì phải được xử lý trước, thông điệp nào đến trước phải, các bạn gõ ABC thì sau đó chương trình phải là ABC, chuỗi ABC chứ không thể là ACB được, thông điệp đến trước phải được xử lý trước.
Cho nên thì các bạn tưởng tượng và thực tế bên trong nó cài một cái hàng đợi ha, hàng đợi thông điệp. Thì như vậy tôi gõ A vào, thì chương trình chúng ta nếu xử lý kịp vậy thì gõ A ra, à, sau đó tôi gõ B, nó chưa xử lý kịp A, vậy thì thằng B sẽ chui vào hàng đợi. Tôi lại tiếp tục gõ C mà vẫn chưa xong nữa, vậy thì thằng A vẫn đương đợi, thì thằng C tiếp tục sắp vào bên trong, và rõ ràng thằng C phải sắp thâu thằng A. Mà nếu mà bây giờ nó xử lý xong A rồi, vậy thì nó sẽ lôi thằng B ra nó xử lý, nghĩa là nó gỡ cái đầu, à, nó gỡ cái đầu và nó thêm vào cuối. Còn cái ngăn xếp, ví dụ chúng ta thấy nó ở trong cái ngăn xếp là loại hàm, ngăn xếp gọi là hàm, hay là nói chung bất kỳ cái gì làm việc theo cơ chế last in first out. Ví dụ cái bộ nhớ chúng ta chẳng hạn, cái bộ nhớ trong đầu chúng ta thì đôi khi ha, cái bộ nhớ mà gọi là short term đó, tức là ngắn hạn của chúng ta, thì thường nó làm việc theo cái kiểu là last in first out. Nói nôm na là cái gì? Cái gì mà nó vào sau á thì nó sẽ ra trước. Nói cái khác là, à, các bạn sẽ nhớ rõ những cái gì diễn ra ngày hôm nay và sau đó là ngày hôm qua, à, và sau đó là hôm T nữa, và cái gì mà nó ở rất là lâu rồi, tức là nó vô rất là lâu rồi, một cái ngày rất là lâu trước đó, nghĩa là cái đó nó đi vào cái short term memory của chúng ta rất là lâu rồi, thì hầu như nó khó cái cơ hội được lấy ra, nên là chúng ta quên nó luôn rồi chẳng hạn. À, cái stack này thì chúng ta đã thấy trong cái những cái bài trước tôi đã chạy minh họa một số, và cái đề bớt tôi đã lôi cái stack nó ra rồi ha, thì lại chúng ta sẽ đã biết rồi, và ở cái chỗ về cái đệ quy vân vân chúng ta cũng đã biết cái đó, thì chúng ta sẽ không nói thêm. Như vậy thì chúng ta có nhiều loại thao tác. À, bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu cách chúng ta giải quyết những cái thao tác này, tức là, à, chúng ta đưa ra cái thuật toán để chúng ta làm, và sau đó là chúng ta phải hiện thực nó, ha, cài đặt nó. Thì cơ bản chúng ta có hai cái chiến lược để chúng ta đưa ra những cái thuật toán, hay là hai cái chiến lược để chúng ta thiết kế những cái thuật toán cho những cái thao tác này theo hai cái cách mà chúng ta đã nói, dựa trên hai cách nhìn của danh sách. Cách nhìn thủ tục đó là gì? Danh sách chúng ta là dãy các phần tử 1, 2, 3, 4 cho đến phần tử cuối cùng. Còn khai báo nghĩa là danh sách chúng ta là một cấu trúc đệ quy. À, nếu nó rỗng thì chúng ta được một danh sách rỗng. Nếu nó không rỗng thì nó có phần tử đầu và phần còn lại là một danh sách. Thì chúng ta như vậy có thể có hai cái chiến lược làm, hay là hai cái kỹ thuật tương ứng là lập và đệ quy. Ví dụ chúng ta có một cái thao tác rất cơ bản trên danh sách là tính chiều dài của danh sách, tức là cho biết số phần tử của danh sách. Đây cũng là một thao tác tưởng tượng ha. Bây giờ ví dụ tôi cần biết lớp này có bao nhiêu sinh viên, vậy thì tôi đương thực hiện cái thao tác tính chiều dài danh sách trên danh sách sinh viên. À, tôi cần biết là cuốn sách này bao nhiêu trang, tôi cần biết là cái trang đó bao nhiêu dòng và cái dòng đó là bao nhiêu chữ chẳng hạn, thì đó cũng là cái thao tác tính chiều dài danh sách. Để đây tôi minh họa cái việc chúng ta đưa ra cái thuật toán để giải cái này. À, tôi không có đưa ra cài đặt, tôi đưa ra thuật toán thì nói nôm na nó cũng là giải các bước ha. Các bước của chúng ta nó phải xác định rồi, nghĩa là làm được những cái tiêu chí về thuật toán mà các bạn đều trong cái môn cấu trúc dữ liệu chẳng hạn ha. À, nhưng mà chúng ta chưa có cụ thể nó lại thành code thôi. À, nhưng mà nó cũng mô tả được một cách khá chính xác cái công việc chúng ta phải làm cho cái thao tác đó. Thì theo cái kiểu thủ tục thì tôi làm theo cái cách lập như thế này. Tôi có một cái biến len ha, một cái biến len, biến đó là kiểu nguyên. Bước 1 tôi gán giá trị không cho nó. Rồi tôi lặp lại cái bước 2. Trong khi cái danh sách L nó khác rộng. Nghĩa là cái thao tác tìm chiều dài ở đây chúng ta thấy rõ ràng là để tìm chiều dài thì tôi đã vận dụng một cái thao tác là gì? Kiểm tra danh sách rỗng hay không. À, giả sử tôi đã có được cái thao tác này rồi. À, kiểm tra danh sách rỗng. Thì chúng ta lặp lại cái bước 2 này trong khi danh sách của chúng ta khác rỗng. Khác rỗng thì là không rỗng thôi. À, đó là gì? Tôi cộng thêm 1 vào trong cái biến len và tôi xóa phần tử đầu khỏi danh sách.
giả sử tôi đã có cái thao tác xóa phần tử khỏi danh sách rồi, tôi đã cài cái thao tác này rồi. À, rồi thì tôi lặp lại hồi cái này. À, bước 2 này sẽ kết thúc khi mà danh sách rộng, thì chúng ta qua bước 3. Trong bước 3 rất đơn giản, thì chúng ta trả về cái giá trị trong len, hay nói cách khác, giá trị ở trong len nó chính là chiều dài của cái danh sách đó. Cái này giống như cái chuyện các bạn muốn đếm bao nhiêu phần tử trong một danh, giả sử các bạn không có cái con số thứ tự đó nha. À, cái con số đó nó không có tường minh cho các bạn. Thì tôi nhìn lên dòng đầu tiên, tôi lấy bút tôi tích một cái ở bên đó. Dạ, tưởng tượng như vậy ha. Rồi sau đó dòng tiếp theo tôi tích một cái, tôi tích tích, mỗi lần tích như vậy nghĩa là tôi đếm ha, tôi nói là 1 này, 2 3. Cho đến khi chúng ta tích cái thằng cuối cùng thì chúng ta dừng, hay nói khác là hết danh sách thì chúng ta dừng. Thì cái con số đếm chúng ta nó chính là chiều dài danh sách. Một cái cách khác là chúng ta làm theo kiểu đệ quy ha, làm theo kiểu đệ quy, và chúng ta thấy cái cách này có vẻ hơi khó hiểu nhưng mà nó lại lại rất là hay ha, rất là hay. Tôi cần tính chiều dài của danh sách này là, và tôi giả sử cái chiều dài đó là len của L, thì tôi tính cái len đó theo cái cách đệ quy như thế này. Để quy theo danh sách thì chúng ta sẽ có hai trường hợp: trường hợp danh sách rỗng và không rỗng ha. Trường hợp danh sách rỗng thì rõ ràng chiều dài danh sách nó là không, không có vấn đề gì để bàn hết ha. Danh sách nó rỗng, chiều dài không, không cần phải suy tính, không cần phải tính toán gì thêm hết. Chúng ta trả lời ngay cái đó, tức là có ngay lời giải trong cái tình huống danh sách rỗng. Chúng ta gọi đó là cái trường hợp cơ sở. Trường hợp để quy thì danh sách chúng ta không rỗng. Mà danh sách không rỗng thì rõ ràng tôi có một cái phần tử đầu và phần còn lại, và phần còn lại ha. Vậy thì nếu mà tôi tính được chiều dài của phần còn lại đó, làm sao tính nói sau, nhưng mà giả sử tôi có được chiều dài của phần tử còn lại, vậy thì rõ ràng tôi chỉ cần lấy chiều dài của phần còn lại đó tôi cộng thêm 1 nữa thì tôi được chiều dài của toàn bộ cái danh sách cần tính của mình ha. Rất đơn giản như vậy đúng không? Vấn đề là làm sao tính chiều dài của cái danh sách còn lại đó. Vậy thì cái này rất dễ làm. Lý do là gì? Cái phần còn lại nó cũng là danh sách, cũng là danh sách. Mà ở đây tôi đương làm cái chuyện là tính chiều dài danh sách, vậy thì tôi áp dụng lại y xì cái cách tôi làm ở đây cho cái danh sách còn lại đó. À, và cái điều này nó sẽ lặp, nó có lặp đó, nhưng mà nó chúng ta không có tường minh ra, tôi không có tường minh cái chuyện lặp giống như hồi nãy, tôi không tường minh mà nó tự động ha, coi như là tự động. Và dĩ nhiên rồi chúng ta tránh cái chuyện là chúng ta cứ lặp hồi mà chúng ta không dừng, thì điều này đảm bảo là do là gì? Khi tôi cần tính một cái danh sách có 4 phần tử chẳng hạn, vậy thì tôi sẽ quy về tính chiều dài của danh sách còn lại, nghĩa là tôi đã loại bớt phần tử rồi thì chiều dài nó nhỏ dần. Vậy thì mỗi lần tôi làm như vậy thì tôi sẽ được nhận cái bài toán là gì? Tính chiều dài danh sách. Sau đó tôi cũng tính chiều dài danh sách, tính chiều dài, tính chiều dài, tính chiều dài danh sách. Nhưng mà các danh sách của chúng ta nó sẽ nhỏ lần, nó nhỏ lần. Và dĩ nhiên cuối cùng nó sẽ phải đến cái tình huống là nó rỗng. Chúng ta gỡ hồi thì nó phải rỗng. Mà nó rỗng thì chúng ta đâu có, không có đề quy nữa, chúng ta không có lập nữa. Chúng ta trả lời là không rồi, cho nên là nó sẽ dừng chỗ đó. Cho nên cái trường hợp cơ sở này hay gọi là trường hợp dừng của đệ quy. Vậy thì nói nôm na như thế này, để tính chiều dài của danh sách 1, 2, 3 thì tôi tách nó ra gồm phần tử đầu là 1 và khúc còn lại là danh sách 2, 3. Thì tôi sẽ đi tính chiều dài của danh sách còn lại, tức là danh sách 2, 3. Chúng ta khoan đi xuống dưới nữa nha. Bây giờ giả sử tính được rồi thì dĩ nhiên danh sách chiều dài này là 2 đi, con số 2 đó đâu ra chúng ta nói sao? Mà giả sử chúng ta có con số 2 rồi thì chúng ta chỉ cần lấy con số 2 chúng ta cộng thêm 1, chúng ta sẽ được con số 3, đó là chiều dài của danh sách lớn này ha. Rồi nhưng mà vấn đề là để tính chiều dài danh sách 2 3 này thì chúng ta lại áp dụng y xì cái hàm len, hay là cái cách tính, cái thao tác ở đây, và chúng ta lại tính cái phần còn lại của nó là danh sách 3. Và lại cũng vậy, tính cái phần còn lại của danh sách này nó là danh sách không, danh sách rỗng. Mà rỗng thì nó có đáp số là không, chúng ta ở đây
Và khi có không rồi thì chúng ta sẽ có chiều dài trên số 3, chúng ta cộng thêm 1 và cứ vân vân như vậy. Vậy thì đại khái cái cách nó làm chỗ này đó là gì? Nó có một cái chiều chạy xuống và một cái chiều chạy lên. Chạy xuống chạy lên là cách tôi nói thôi ha. Như vậy thì có lẽ chúng ta cũng hình dung được. Trước khi chúng ta đi vào cái việc cài đặt những cái thao tác này thì chúng ta sẽ xem hai cái mô hình dữ liệu gắn gần giống với lại một cái danh sách, đó là cái tập hợp và cái túi. Cái mô hình dữ liệu tập hợp thì chúng ta biết, thậm chí trước cái mô hình danh sách các bạn học toán thì dĩ nhiên lớp 6 thì chắc là chúng ta đã biết về tập hợp rồi, thậm chí là đi từ nhỏ chúng ta biết về tập hợp rồi ha. Tập hợp nó là cái thứ mà chúng ta không có định nghĩa được, nhưng mà cơ bản nó giống như là một cái túi. Xin lỗi, cái túi là nó đụng cái chỗ này thì nó là một cái tập hợp ha, tiếng Anh nó là set, chứa nó gọi là một cái collection hay là một cái sưu tập, nói kiểu gì đi nữa là nó cũng sai, nhưng mà bởi vì nó không định nghĩa được mà. Quản lý nhiều phần tử, quản lý nhiều phần tử và nó cùng kiểu ha. Ví dụ chúng ta có cục tập hợp số chẳng hạn. Nhưng mà quan trọng là chúng ta không có để ý đến cái thứ tự của các phần tử, không để ý đến thứ tự phần tử, và cho nên các phần tử nó không trùng nhau được ha. Các phần tử nó không trùng nhau được. Ví dụ chúng ta có tập hợp các số 1, 2 chẳng hạn. Vậy thì tập hợp này nó cũng như là tập hợp các số 2, 1 thôi. Và nó cũng là tập hợp các số 1, 1, 2 ha. Vì chúng ta viết 1 lên nữa nó cũng không có ích gì. Nghĩa là chúng ta nên xóa nó ra ha, để cho nó dễ nhìn, biết trước rồi sau rồi mở rộng. Chúng ta có một tập hợp hai con số, không để ý đến thứ tự. Vâng. Thì đó là cái đặc trưng của cái tập hợp. Cái túi thì nó mở rộng cái tập hợp theo kiểu là nó hơi giống với lại cái danh sách và nó cũng hơi giống với tập hợp. Ở chỗ là nó không có thứ tự, các phần tử không có thứ tự ha. Nhưng mà chúng ta cho phép trùng nhau. Nó cho phép trùng nhau. Nó khác là chúng ta có quản lý thêm một cái con số đếm nữa. Một số đếm nữa. Ví dụ tôi nói là như vậy, cái này nè nó có các phần tử là 3, 4. Thằng 3 xuất hiện một lần, thằng 4 xuất hiện một lần. Thằng kia ha, cái túi kia, cái bé kia nó cũng cũng là 3 4 hay là 4 3 cũng như nhau thôi, nó không quan trọng. Nhưng mà thằng 4 xuất hiện hai lần, thằng 3 xuất hiện một lần. Vậy rõ ràng cái túi sau nó không giống túi trước, vì thằng 4 nó xuất hiện hai lần. Trong khi túi trước thằng 4 xuất hiện có một lần. Chúng ta sẽ có thể có những cái tình huống chúng ta cần cái cấu trúc như vậy, cái dữ liệu như vậy ha. Nó hiếm hơn. Thì trong đó cái danh sách á, thì chúng ta lại hay gặp nhất, cho nên chúng ta đã nói nhiều về nó. Ở đây chúng ta sẽ không nói thêm về cái set và cái best nha. Nhưng mà chúng ta về cách người ta cài đặt những cái set và cái best là người ta sẽ dùng một cái list. Dùng một cái list để người ta cài cái set và cái best. Và bởi vì nó cũng ít xuất hiện cho nên chúng ta sẽ không có nói thêm nó. Và chúng ta nhớ hai cái mô hình dữ liệu khá gần với lại cái list, đó là cái set và cái best. Làm sao chúng ta cài cái danh sách? Chúng ta có hai chiến lược mà các bạn đã được học trong cấu trúc dữ liệu và giải thuật, và hai chiến lược cơ bản nha. Chúng ta còn những cái cách hiện thực khác. Chúng ta dùng một cái mảng, chúng ta dùng một cái mảng để chúng ta quản lý một cái danh sách. Đó là cái rất là tự nhiên ha. Chúng ta tưởng tượng chúng ta để quản lý danh sách người chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có một dãy ghế cho người ta ngồi ha. Một cái mảng chúng ta như vậy là dãy ghế đó. Và dĩ nhiên dãy ghế của chúng ta nó cứng ha, dãy ghế chúng ta nó cứng. Thì ở đây rất là dễ hình dung đấy này, các bạn có ví dụ như là ở ở chỗ các bạn mua vé hay gì đó, hay là ví dụ như là đợi vô khám bệnh chẳng hạn, đằng trước nó sẽ có một cái dãy ghế cho các bệnh nhân ngồi ngồi đợi. Vậy thì cái dãy ghế của chúng ta đó sẽ là một cái mảng, các bệnh nhân ngồi trên đó ha, các bệnh nhân ngồi trên đó là các phần tử của mảng, và chúng ta đương hiện thực một cái danh sách, hiện thực một cái danh sách đó. Bây giờ giả sử là danh sách chúng ta là
hàng đợi, tức là phải hoạt động theo kiểu hàng đợi. Đúng là như vậy, nghĩa là gì? Cái người đầu á thì sẽ phải vô tới lượt người ta vô ha, và ai đó mà tới sau đi khám thì phải ngồi sau ha. Vậy thì cái thao tác mà remove head của chúng ta ở đây đó là gì? À, cái thao tác mà thêm người đi ha, tuy ngồi rồi ha, thì các ghế thì luôn luôn cái ghế đầu tiên á thì người đầu ngồi ha. Bây giờ tôi thêm người, vậy thì rất đơn giản là cái người ngồi sau đó, người ta chỉ cần, những người vô sau đó người ta chỉ cần ngồi vào cái ghế trống còn lại, sát ngay, phải sát ngay nha, phải sát ngay cái người trước đó, tức là cái ghế trống đầu tiên đó là phải ngồi vô, đó là thêm vào cuối hàng đợi ha, là phải ngồi vào ghế trống đầu tiên. Thì chúng ta thấy thao tác này rất là nhanh đúng không? Mà dĩ nhiên là phải còn ghế trống nha, phải còn ghế trống, đó là cái mảng chúng ta nó có cái hạn chế đó, chúng ta đã biết rồi. Hết ghế thì chỉ đành chịu thôi, hàng đợi chúng ta chỉ có nước đó ha. Nhưng mà cái thao tác mà đi vào khám á, cái người đầu tiên đi vào khám, cái người đầu tiên đi vào khám á, thì rõ ràng dĩ nhiên người ta đứng ra người ta đi vào rồi, nhưng mà cái ghế đầu tiên như vậy nó sẽ bị chừa trống, sẽ bị chừa trống. À, vậy thì rõ ràng ở đây nó có vài cái lựa chọn. Nếu mà chúng ta vẫn để cái tình huống như vậy, tức là ghế trống đó trống, vậy thì một người khác vào thì chúng ta phải nghiêm cấm người ta ngồi vào ghế trống đó, nghĩa là người ta phải ngồi vào không phải là ghế trống đầu tiên nữa mà là ghế trống ngay sau cái người cuối cùng. À, và giả sử chúng ta làm như vậy thì bây giờ cái người thứ hai người ta vào, vậy thì hai ghế trống đầu bị chừa. Và chúng ta thấy nếu làm nữa cuối cùng chúng ta sẽ đến cái tình huống rằng chúng ta có ba cái ghế cuối cùng là đều có người ngồi, thì một cái người khác vô nữa thì người ta không được phép ngồi những cái ghế đầu đó. Vậy thì ở đây chúng ta chỉ có ba bàn tử nhưng mà chúng ta có rất nhiều ghế mà người kia lại không không ngồi, nghĩa là cái sức phục vụ của cái hàng đạo chúng ta nó giảm, càng ngày nó càng giảm, do đó là chúng ta không mong muốn cái điều này. Cho nên cái chiến lược mà gỡ cái phần tử đầu tiên ở đây thường đó là gì? Cái người đầu tiên đi vào, tức là người ngồi ghế đầu tiên người ta đi vào, vậy thì tất cả các người ngồi sau đó đổi ghế. À, cái người ngồi thứ hai thì lên ghế đầu ngồi, thứ ba thì tức là xích lên như vậy đó, và chúng ta sẽ duy trì được cái hàng đợi chúng ta, cái sức chứa của cái hàng đợi chúng ta. Và cái quy tắc rất đơn giản là người vào sau thì cứ ghế trống đầu tiên ngồi ha. Thì đó là cái cách chúng ta dùng một cái hàng đợi, và nó có những cái ưu điểm, nhược điểm vân vân, chúng ta thấy ha, về thời gian vân vân, chúng ta thấy thì chúng ta sẽ thấy một cái cách cài đặt khác. Thì liên quan đến cái dãy ghế như vậy thì chúng ta nói là các phát tỉnh, nếu mà cái số lượng ghế nó cố định rồi, và như vậy cái danh sách chúng ta có sức chứa nó có hạn ha, các bạn sẽ không thể thêm ngồi thêm người nếu mà ngồi đầy dãy ghế đó rồi. Cái cấp phát động nghĩa là cái dãy ghế đó nó có thể tăng và giảm ra, tăng và giảm ra theo kiểu là gì? Nếu mà nhiều người quá thì lại lại tăng lên ha, tăng thêm không? Nhưng mà đó là cái động trong cái tình huống, trong cái tình huống mà hơi hơi khó làm. Với lại còn một cái cách phát động mà chúng ta hay nói đó là động theo kiểu là chúng ta động một lần thôi, nghĩa là các bạn một khi mà các bạn đã cấp phát rồi, một khi đã cấp phát rồi thì nó chừng đó. Nghĩa là cái động này so với cái tỉnh này thường đó là gì? Tỉnh nghĩa là các bạn phải tính trước, nghĩa là bây giờ ha, tôi xây cái phòng khám đó chẳng hạn vân vân, thì tôi phải bố trí như vậy rồi, tức là tôi thuê người làm thì tôi phải tính trước là bao nhiêu ghế rồi. Còn cái cách phát động nghĩa là có thể là cái bữa đó ha, cái bữa đó tôi dự đoán là nó cao thì tôi có thể lấy cái dãy ghế nó nhiều ghế ra một xíu, nhưng mà một khi chúng ta đã lấy ra rồi thì chúng ta sẽ cứ hỏi như vậy, nghĩa là nguyên cái ngày đó chúng ta không thay đổi được. Và ngày hôm sau thì ví dụ chúng ta delete cái đó và chúng ta cấp phát lại chẳng hạn. À, thì một khi đã cấp phát thì nó sẽ tỉnh. À, nhưng mà sau đó chúng ta có thể delete không vậy? Cái cách khác thì tốt hơn, đó là dùng cái danh sách liên kết. Danh sách liên kết.
cái danh sách liên kết này ở đây nó giống như cái chuyện mà các bạn sẽ phát phát phiếu cho người ta, à, phát phiếu cho người ta. Tôi cũng đương cần một cái hàng lợi nha, cái danh sách đặc biệt. Bây giờ giả sử tôi cài theo cái chiến lược là dùng danh sách liên kết, nghĩa là gì? À, anh ngồi ở đâu không có quan trọng, mà tôi sẽ phát cho anh một con số, một con số. Thì giống như cái cách làm của các phòng phòng khám bây giờ, ha, phòng khám bây giờ. À, mỗi lần chúng ta vào thì các bạn sẽ được cấp cái con số là con số lớn nhất, à, lớn nhất, lớn hơn con số lớn nhất hiện thời. Và cái điều này thường nó duy trì dễ bằng cách các bạn lập sẵn một cái chồng số thứ tự, và các bạn cứ người vào thì đưa đưa ha, người vào đưa, và như vậy đảm bảo là cái người vào sau luôn có số cao nhất, người vào sau luôn có số cao nhất. Và người ta ngồi chỗ nào không quan trọng, mỗi lần vào thì chúng ta sẽ gọi cái người có số thấp nhất hiện tại đó. Và điều này cũng có thể dễ dàng, tức là không cần các bạn phải ra hỏi là ai có số thấp nhất hiện tại ở đây ha, mà chúng ta sẽ duy trì cái biến cho biến là tiếp theo ha. Và các bạn đọc tiếp theo, ví dụ tiếp theo số 4 chẳng hạn, mà không có vậy thì chúng ta nghĩa là người đó người ta đã bỏ về vân vân, thì chúng ta tiếp qua số 5 vân vân chẳng hạn. Thì đó là những cái thực tế. Nhưng mà cơ bản đó là gì? Chúng ta sẽ không có dựa vào cái thứ tự trên cái bộ nhớ ha, trên cái bộ nhớ như là cái mảng để mà các bạn gán gán cái thứ tự của cái quan hệ. Tức là cái quan hệ trước sau trong cái hàng đợi của chúng ta ở đây là quan hệ về thời gian, ai đến trước ai đến sau nha. Và bây giờ nó đồng nhất với cái quan hệ trước sau của cái ghế, đó là cái mảng. Chúng ta phân biệt hai cái này ha. Tôi có một cái hàng đợi, đây là danh sách các phần tử có quan hệ tuyến tính trước sau, và quan hệ ở đây đó là quan hệ thời gian, ai đến trước ai đến sau, ai đến trước ai đến sau. Và cái người được phục vụ ở đây không phải là người ngồi ghế ghế đầu tiên, mà là người đến đến trước trong chừng đó người. Nhưng mà vì chúng ta dùng cái chiến lược là gì để nhớ ai đến trước ai đến sau, thì chúng ta quy về là ai ngồi trước ai ngồi sau. Vậy thì cái người đến trước thì ngồi ghế trước, và người đến sau ngồi ghế sau. Cho nên chúng ta sẽ dựa trên cái chỉ số hay là cái vị trí. Đấy, như vậy thì chúng ta đã đồng nhất hay là đã coi, đã cài đặt cái quan hệ đó thành cái vị trí trong cái bộ nhớ hay là vị trí của ghế vân vân. Còn ở đây đối với danh sách liên kết thì chúng ta không có đồng nhất cái đó, mà chúng ta duy trì tường minh cái đó. À, ai đến trước thì tôi sẽ phát cái con số thấp mang cái bảng biểu thấp đó, và ai đến sau thì phát con số sau. Và chúng ta nhìn vào trên cái bảng biểu đó vân vân thì chúng ta biết được ai đến trước ai đến sau, nghĩa là chúng ta duy trì tường minh cái quan hệ đến trước đến sau đó. Đó mới là quan hệ của danh sách này, chứ không phải là ngồi trước ngồi sau ha, không phải ngồi trước ngồi sau. Chúng ta cài đặt nó bằng cái này, các bạn đã biết trong cái phần danh sách liên kết rồi, của môn cấu trúc dữ liệu rồi, các bạn coi lại cái đó ha. Nhưng mà cái ý tưởng nó là như vậy. À, so sánh hai cái này thì chúng ta cũng biết nhiều rồi ha. Thì nói nôm na, cái thằng này nó sẽ có lợi trong vài tình huống, mà thằng kia nó lại có lợi trong vài tình huống. Ví dụ trong cái việc cài đặt danh sách mà bằng mảng chẳng hạn, các bạn sẽ thấy rằng cái thao tác truy cập nó rất hiệu quả. Thao tác truy cập rất hiệu quả. Các bạn truy cập ngẫu nhiên ha, truy cập ngẫu nhiên được. Bác sĩ ra có thể là nhìn đi qua hàng ghế thấy cái người này quá nguy cấp, vân vân, có thể gọi ngay người đó vào chẳng hạn ha. Tôi nói nôm na thôi. Còn lại cái việc mà các bạn dùng cái đánh số thứ tự đó thì thực tế tôi nói như vậy nó chưa rõ lắm nha. Nhưng mà bây giờ muốn biết số 3 thì thực tế cách các bạn sẽ như thế này nè. À, các bạn ra thì các bạn nói là cái người đầu tiên vào ha, thì thường á thì người ta vào là được rồi ha. Nhưng mà bây giờ ví dụ tôi muốn biết là ai là người cuối cùng thì thường khó hơn. À, thì bác sĩ thì biết cái người đầu tiên ha, rồi người đầu tiên thì giả sử người ta nhớ là cái người ngày sau sau người ta vân vân. Cái tôi nói như vậy cái kia nó hơi không không đúng lắm nha, nhưng mà nó để chúng ta ấy thôi. Cái này chúng ta biết rồi ha. Thì cái vấn đề đó là chúng ta thấy rằng
Với những cách cài đặt khác nhau thì chúng ta có được cái ưu điểm trong một vài tình huống này và ưu điểm trong một vài tình huống khác. Anh nói nhược điểm trong vài tình huống khác. Ví dụ nếu chúng ta cần một cái danh sách mà truy cập ngẫu nhiên thì chúng ta nên dùng mã. Trong khi đó cái thao tác truy cập nó rất kém trên cái danh sách liên kết. Nghĩa là nếu mà cái thao tác truy cập chúng ta dùng nhiều, ví dụ như cái dictionary chẳng hạn, cái từ điển đó, mà các bạn cài nó bằng cái danh sách liên kết chẳng hạn thì rất là tốn. Nghĩa là nếu các bạn cài cái từ điển bằng danh sách liên kết thì các bạn muốn tra cái chữ Z chẳng hạn, các bạn phải lật từ đầu tới đuôi, lật A, lật B, lật cho đến Z. Trong khi đó các bạn cài truy cập ngẫu nhiên thì rõ ràng tôi đoán là Z nó phải nằm cuối thôi, tôi dở ngay trang cuối đó tôi coi chẳng hạn ha. Một số cái thao tác ha, trong đó cái thao tác tìm kiếm là cái thao tác quan trọng. Tìm kiếm tôi đã nói hồi nãy rồi, ví dụ chúng ta cần biết cái bạn học điểm của một cái người có mã số bao nhiêu đó, thực tế nó là cái thao tác tìm kiếm. Nói chung thì chúng ta cần tìm một cái phần tử thỏa một cái tiêu chí nào đó, hay người ta hay nói là có khóa nào đó cho trước ha, trong một cái danh sách. Thì đó là cái việc chúng ta cần tìm kiếm. Thì cái thao tác cái cách chúng ta hay làm, hay là cái thuật toán hay làm ở đây đó là tìm kiếm tuần tự. Thì chúng ta làm cái đó bằng cách là chúng ta kiểm tra lần lượt các phần tử theo thứ tự ha, cho đến khi chúng ta tìm được danh sách. Cách hồi nãy tôi đã nói đó chính là tìm kiếm tuần tự. Rõ ràng chúng ta thấy cái thời gian chạy của nó không không tốt lắm. Ví dụ trong tình huống xấu nhất, cái người chúng ta cần tìm nó nằm cuối danh sách, hay là thậm chí không có ai trong danh sách như vậy, thì chúng ta phải diệt hết các phần tử. Như vậy thời gian chiều dài danh sách. Cách như thế này là không ổn. Nếu mà chúng ta cần truy cập nhiều, chúng ta cần tìm kiếm nhiều lần, các bạn sẽ thấy một cái cách tìm kiếm tốt hơn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, đây là cái cách chúng ta có thể làm duy nhất, chúng ta không làm cách khác được. Không có cách tìm kiếm khác. Ví dụ trong cái trường hợp danh sách bị hạn chế truy cập như cái danh sách liên kết chẳng hạn. Đây ha, giả sử chúng ta có danh sách liên kết này, nghĩa là gì? Tôi chỉ có thể biết được phần tử đầu của cái danh sách thôi. Bây giờ muốn biết phần tử sau thì tôi phải từ phần tử đầu tôi hỏi là phần tử sau anh là đấy. Hoặc nói cách khác là mỗi người á, người ta sẽ nhớ cái người ngồi nhớ người sau sau mình thôi. Đôi khi ngược lại nha, cái mũi tên này nó lặp lại thì gì, cái người người ta nhớ cái người đầu tiên đầu mình thôi. Đây cũng là một cái giống như trong phòng khóm, tôi nói một cái khác để cho nó hình ảnh dễ giống hơn, đó là gì, cái người đầu tiên á vào, cái người đầu tiên vào thì người ta không phải nhớ ai nhớ hết ha, người ta nhớ là à mình là người đầu tiên này, nghĩa là bây giờ bác sĩ nói là vào đi thì tự động vào. Còn những cái người vào sau á thì một cái chiến lược đó là gì, người ta sẽ nhớ cái người sau cùng vào. Nghĩa là người đầu tiên là A chẳng hạn, vậy thì người B người ta vào thì người ta nhớ là à trước mình là thằng 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 à, thằng A nè. Nghĩa là gì? Nghĩa là thằng A nó vô xong thì tới lượt mình. Rồi người C vào thì người ta không cần biết A, không cần biết mà người ta chỉ biết B thôi à. Nghĩa là mình sắp ngay sau thằng B đó, hễ nó vào thì sẽ tới mình. Đó là cái danh sách liên kết ha. Đúng hơn như vậy. Thì rõ ràng các bạn sẽ từ cái người đầu các bạn mới biết được người sau, hay là từ người sau mới biết được người sau nữa vân vân. Thì như vậy muốn biết cái người cuối cùng, hay là trong trường hợp muốn biết cái người sau cùng tùy theo cái mũi tên chúng ta vân vân ha, thì chúng ta sẽ phải đi qua các phần tử trong đó, chúng ta tốn thời gian ha. Đây là cái cách cài cái việc tìm kiếm tuần tự nè. Tôi đưa minh họa nó trên một cái mảng. Các bạn có thể làm tương tự trên danh sách liên kết. Chúng ta có một cái cách tìm nhanh hơn, nó gọi là tìm kiếm nhị phân. Đây là một cái cách tìm kiếm rất là nhanh. Muốn tìm cái này thì bây giờ giả sử đi, tôi quay về cho nó dễ hình dung ha. Chúng ta sẽ tìm kiếm trên một cái mảng đi, đã được sắp. Tìm kiếm trên một cái mảng đã được sắp. Tại sao tôi nói trên mảng? Bởi vì cái tìm kiếm nhị phân này nó chỉ có thể áp dụng khi mà
cái danh sách chúng ta là danh sách truy cập ngẫu nhiên. Thì ở đây các bạn cài mãn thì chúng ta mới được thôi. Các bạn cài bằng danh sách liên kết, các bạn đâu đâu có được một cái danh sách truy cập ngẫu nhiên và không áp dụng được tìm kiếm nhị phân. À, vậy thì ở đây giả sử tôi cần tìm kiếm trên mạng, à, và giả sử các phần tử của chúng ta là các con số nguyên, vậy thì tôi cần tìm một con số nguyên trong cái danh sách, à, trong cái mạng đó, tôi cần tìm ra vị trí của nó ngồi chỗ nào, à, nó ngồi chỗ nào. À, muốn làm cái thao tác tìm kiếm nhị phân này thì trước hết các phần tử phải được sắp trên đó, nghĩa là các bạn không phải ngồi kiểu gì ngồi, chúng ta ngồi theo thứ tự. Thứ tự ở đây là thứ tự sắp sắp theo cái khóa nào đó ha. Ở đây ví dụ là sắp tăng, nói đơn giản như thế này, bây giờ chúng ta có một cái cuốn từ điển, thao tác chúng ta tìm kiếm là thao tác dễ hay dùng nhất đúng không, và các bạn sẽ thấy là cuốn từ điển đó bao giờ người ta cũng sắp sẵn hết cho chúng ta. Trước hết cuốn từ điển á, các bạn sẽ thấy cuốn cuốn sách từ điển á, các bạn mua cái cuốn sách từ điển tiếng Anh chẳng hạn, các bạn trước hết nó là một danh sách đúng không, nó là thứ tự của các mục từ mà, và nó truy cập ngẫu nhiên, các bạn dở trang nào cũng được, các bạn dở ở giữa, các bạn dở trang cuối trang đầu, rồi các bạn dở ra trang nào cũng được hết ha, thời gian là như nhau. Đây thì nó giống một cái mảng rồi đó, nó sắp, nó được sắp sẵn theo thứ tự nào đó, thì đây là thứ tự tăng dần của cái alphabet chẳng hạn. Rồi như vậy chúng ta có thể tìm kiếm nhị phân trên đó. Bây giờ giả sử tôi cần tra cái chữ, một cái chữ nào đó, ví dụ như là chữ U chẳng hạn. À, vậy thì bây giờ chúng ta làm cái gì? Chúng ta sẽ dở cái trang giữa ra, tức là dở ở giữa cuốn sách ra, lật ra. Và tôi đọc cái mục từ đầu tiên ở cái trang giữa đó. Nếu nó là chữ U ha, hay là cái trang đó có chứa chữ diêu, chúng ta nói cho nó hình nó đúng hơn thực tế, thì nếu cái trang đó nó chứa chữ diêu thì chúng ta đọc ngay cái một từ vô đó và chúng ta đã làm xong nhiệm vụ, chúng ta nghỉ. Còn nếu mà chúng ta không chứa chữ diêu vậy thì phải coi thử cái trang ở giữa chúng ta cái một từ là cái gì. À, ví dụ ở giữa chúng ta nó là chữ mai hay là chữ mi gì đó chẳng hạn, nghĩa là m. À, vậy thì chúng ta biết rồi, chữ diêu nó phải nằm sau trang đó nữa. À, vậy thì nó phải nằm ở nửa sau của cuốn sách. Thì chúng ta bây giờ áp dụng lại cái chiến lược như vậy. Tôi là lại lấy lật cái trang giữa của cái nửa sau đó, nghĩa là cái chỗ 1/4 đó. Và tôi lại tìm. Và sau đó nếu không thì nó lại nằm ở 1/8 á, ha, thì chúng ta lại là vân vân như vậy. Và chúng ta thấy mỗi lần như vậy chúng ta sẽ khu trú được cái phần tử của chúng ta trong một cái phạm vi cần tìm. À, và dĩ nhiên đến cuối cùng thì nó sẽ hoặc có hoặc không có thôi, chúng ta thu trú lại trong một tờ. Cái hay của cái này đó là nó rất là nhanh, nó rất là nhanh ở chỗ là gì, trong cái tìm kiếm tuần tự á, chúng ta cần tìm ra vị trí thì cái cả cái tức là cái phạm vi là nguyên cả cái mảng là có thể, và chúng ta phải lục từ từ, trong tình huống xấu nhất chúng ta phải lục hết cả cái mảng. Trong khi đối với lại tìm kiếm nhị phân thì mỗi lần chúng ta so, mỗi lần chúng ta kiểm thì chúng ta sẽ giảm đi được một nửa cái không gian cần tìm, ha, giảm một nửa. Thì chúng ta sẽ tưởng tượng cái này nó rất là nhanh, con số ban đầu ví dụ tôi có 1.000 trang chẳng hạn, thì tôi tra lần thứ nhất thì tôi sẽ giảm còn 500 trang, ha. Tôi tra lần nữa thì còn 250, và một lần nữa là 125. À, rồi thì 60, rồi 30, rồi 15, ha, rồi 8, rồi 4, rồi 2, rồi 1. Chúng ta thấy nó rất là nhanh. Trong khi đó 1.000 trang mà các bạn lật từ đầu đến đuôi là phải là tệ nhất là 1.000 lần như vậy. Ha. Nó là log n so với lại cái bên kia. Thì đó nói chung là cái cách chúng ta tìm kiếm nhị phân. Các bạn có thể cài đặt kiểu gì cũng được. Ở đây ví dụ tôi đưa ra cái cách cài để quy chẳng hạn, tôi đưa một cách cài để quy, các bạn có thể cài theo kiểu lập bình thường nha, nhưng mà tôi như vậy đã minh họa cái cách cài để quy ở đây. Thì dĩ nhiên rồi khi chúng ta nói cái thao tác, cái cách chúng ta làm vân vân, thì thường nó hơi độc lập với cách chúng ta cài đặt.
Nhưng mà ở đây cái thuật toán này bản chất của nó là địa quy nha, cho nên thì cái việc cài đặt địa quy trên đó nó rất là tự nhiên. Còn nếu không thì các bạn thử địa quy cái này thì nó thành lập thôi. Nhưng mà bản chất cái thuật toán này nó địa quy. Ở đây chúng ta thấy tôi cần tìm một phần tử trên một danh sách. Nếu mà có khóa nhỏ hơn k thì tôi tìm qua nửa bên phải. Nửa bên phải đó cũng là một danh sách thôi. Đấy, như vậy chúng ta địa quy đó ha. Cho nên thì cài địa quy như thế này là hiệu quả. Nhưng mà nhiều cái cài đặt khác người ta sẽ cài lập trên này. Sắp xếp một cái danh sách là một cái thao tác khác hay là tìm kiếm sắp xếp. À, thì thực tế trong những cái buổi đầu của cái máy thì nhiệm vụ cơ bản của cái máy tính của chúng ta computer đó là ngoài cái chuyện làm cái việc tính toán rồi cộng trừ nhân chia các thứ vân vân thì nó làm hai cái thứ nữa là chính, đó là tìm kiếm và sắp xếp. À, sắp xếp thì dĩ nhiên nó cho nó gọn gàng vân vân. Và thao tác tìm kiếm là thao tác quan trọng nhất tôi đã nói rồi. Và quan trọng chúng ta thấy rằng một cái ứng dụng của cái sắp xếp này đó là nó giúp cho cái việc tìm kiếm nhanh hơn. Giống như là cái mạng cái tìm kiếm nhị phân thì đòi phải sắp xếp trước. À, cho nên thì đôi khi chúng ta dùng thao tác sắp xếp này như là một cái thao tác của chúng ta. Nghĩa là bài toán yêu cầu thao tác sắp xếp nhưng mà đôi khi thì nó phục vụ cho cái thao tác khác, ví dụ như là tìm kiếm. Thì như vậy nó cũng là một thao tác rất quan trọng. Chúng ta có rất là nhiều kiểu hay là nhiều cái cách tìm kiếm, các bạn học rất là nhiều thuật toán trong môn cấu trúc dữ liệu ha, trong môn cấu trúc dữ liệu. Dĩ nhiên chúng ta phải rõ cái bài toán này đã. Thì cơ bản bài toán sắp xếp là gì? Chúng ta có một danh sách thì chúng ta cần tìm một cái hóa vị của nó hay là thay nó bằng một cái hóa vị của nó. Hóa vị nghĩa là chúng ta đổi chỗ các phần tử cũng chừng đó người, nhưng mà tôi phải đổi chỗ. À, giống như bây giờ cái chuyện là tôi đã sắp xếp cho tôi đã đánh số, tức là tôi phát cho mỗi người một con số để mà tôi gọi vào khám đó, nghĩa là người ta ngồi chỗ nào người ta ngồi đúng không? Nhưng mà bây giờ thôi, bây giờ tôi đổi chiến lược, nghĩa là tôi muốn người gần vô phải là người ngồi đầu, vậy thì rõ ràng tôi phải sắp lại cái danh sách đó để ngồi người ta ngồi đúng cái chiến lược chúng ta đó ha. Thì nghĩa là chúng ta cần tìm một cái cách đổi chỗ ngồi hay là một cái hóa vị để sao cho cái người ngồi đầu đó nó sẽ so với cái người ngồi thứ 2, thứ 3, thứ 3 theo một cái thứ tự nào đó ha. Ví dụ chúng ta có một danh sách số nguyên đứng đứng lộn xộn như thế này, chúng ta cần phải yêu cầu nó đứng lại theo cái thứ tự tăng dần. À, kiểu như là sắp xếp lúc chào cờ chẳng hạn ha, ví dụ nhà lớp 1, lớp 2 gì đó hay có cái chuyện đó. Vậy thì thường ví dụ để sắp cho đẹp chẳng hạn thì cái bạn nhỏ nhất, bạn lùn nhất là lên đứng trước rồi cho tới cao nhất vân vân ha, theo một cái thứ tự nào đó. Đây có nhiều cái thuật toán tôi giới thiệu cái quýt sọt này, dĩ nhiên các bạn cũng biết rồi ha, các bạn cũng biết rồi. Thì ở đây để thấy cái tầm quan trọng của cái thao tác này và cái thứ hai là minh họa cái đề quy trên cái danh sách ha. Cái thao tác quýt sọt nó rất hiệu quả. Nói về quýt sọt thì nó có nhiều cái hay. Trong tình huống xấu nhất của quýt sọt thì nó cũng cũng rất là xấu, rất là xấu nha. Trong các thuật toán sắp xếp chúng ta có hai nhóm, thậm chí là ba nhóm, đó là những cái thuật toán có cái độ phức tạp là bình phương, tức là thời gian sắp xếp n, cái danh sách có n phần tử thì nó khoảng là n bình phương. Dĩ nhiên đơn vị là gì chúng ta đều nói trừu tượng mà, n bình phương ha. Và có cái nhóm là n log n và thậm chí có cái nhóm là n thôi, có ba nhóm như vậy. Thì cái quýt sọt này nó thuộc cái nhóm nào? Thì nó hay cái chỗ là gì? Quýt sọt này trong tình huống xấu nhất của nó vẫn là n bình phương. Nhưng mà trong đa số tình huống, tức là trong cái tình huống trung bình ha, hay là đa số tình huống thì nó là n log n. Có những cái thuật toán mà nó luôn luôn là n log n, tức là xấu nhất nó vẫn cứ như vậy. Nhưng mà quýt sọt nó vẫn hiệu quả hơn ha. Đây là một trong những cái thuật toán mà nó đặc biệt như vậy, và cái tên quýt sọt đã cho thấy nó là thuật toán sắp xếp rất là nhanh.
Quan trọng nữa là cái quýt sọt này nó rất đơn giản và tôi giới thiệu ở đây ha, giới thiệu ở đây là do nó rất đơn giản và nó minh họa cái cách làm để quê chúng ta. Bây giờ ý tưởng của chúng ta nó như thế này, tôi cần sắp xếp cái danh sách danh sách A ha, các phần tử từ 1 cho đến N. Thì tôi làm theo kiểu đệ quy. Thì trong trường hợp danh sách mình rỗng á, nghĩa là không có ai để sắp hết thì coi như chúng ta làm xong rồi, đâu có ai đâu để sắp ha. Bây giờ danh sách không rỗng vậy thì tôi tìm cách tôi chia cái danh sách đó ra thành hai danh sách con. Hai danh sách con. À, danh sách A đó tôi chia ra làm hai danh sách con, danh sách B và danh sách C. Thì một phần tử trong A dĩ nhiên nó chỉ có thể chui vào B hoặc chui vào C thôi. À, chui vào B hoặc chui C, tức là nó sẽ giống như là một cái đống người đứng lộn xộn như vậy, tôi sẽ tách nó ra thành hai, tách ra thành hai, tách ra thành hai nhóm. À, thì hai nhóm đó của chúng ta phải tách làm sao đó cho tất cả các người đứng trong cái nhóm B đó, hay là phần tử trong nhóm B đó, nó phải nhỏ hơn hoặc bằng, tức là nó không lớn hơn mọi phần tử trong cái nhóm C. À, cái thao tác đó gọi là partition, chúng ta sẽ nói sau. Bây giờ giả sử chúng ta làm được cái chuyện đó rồi thì bây giờ tôi chỉ cần sắp xếp nhóm B, tôi chỉ cần sắp xếp nhóm C và sau đó là tôi ráp B với C, bởi vì mọi phần tử trong B đều không lớn hơn C, cho nên tôi đã sắp xong danh sách C rồi thì tôi cho tất cả C đó đứng trước rồi sau đó mới tới B đứng sau, bởi vì mọi phần tử trong B đã đều nhỏ hơn C. Mà chúng ta đã sắp B, chúng ta đã sắp C thì cuối cùng chúng ta được một cái danh sách A được sắp. À, thì đó là cái ý tưởng. Thì làm sao chúng ta tách cái danh sách ra được? Thì bây giờ giả sử chúng ta cần sắp hàng của một một hàng người ha, mà cái hàng này ban đầu tức là danh sách A nó đứng lộn xộn. Thì một cái cách đó là tôi sẽ bóc ra cái người đầu tiên. Người đó có thể là cao, có thể là thấp, vậy đó ngẫu nhiên không biết nha. Tôi lấy người đó làm tham chiếu ha, tôi lấy người tham đó làm tham chiếu, tôi gọi là người tham chiếu. Rồi sau đó tôi sẽ nói từng người trong đó, gọi từng người ra trong cái danh sách A đó, tôi so thử cái chiều cao của cái người đó với cái người tham chiếu đó, nếu mà thấp hơn hoặc bằng cái người đó thì tôi cho đứng vô nhóm 1, còn cao hơn thì đứng vô nhóm 2, đứng vô nhóm 2. À, vậy thì sau khi tôi làm xong cái người cuối cùng thì chúng ta thấy chúng ta có ba, có hai nhóm với một người, cái người tham chiếu, rồi tôi cho cái người tham chiếu đứng luôn vô nhóm 1. Như vậy thì mọi người trong nhóm 1 sẽ luôn luôn thấp hơn hoặc bằng mọi người trong nhóm nhóm 2. Thực tế là thấp hơn luôn ha. Đó là một cái cách để chúng ta bật system và người ta hay dùng. Sau khi chúng ta được hai nhóm đó rồi thì chúng ta lại đệ quy để sắp hai cái nhóm đó và sau đó trộn lại đã nói nối lại đã nói nãy ha. Cái này nó còn có nhiều cái vấn đề, tuy nhiên có lẽ thì không quan trọng lắm chỗ này. Ở đây là cái minh họa của cái đó, cái thuật toán sắp xếp quýt sọt đó, và ở đây khác cái bên này, tôi lại minh họa nó trên cái cách cài đặt của một cái danh sách liên kết. Đối với mảng thì cũng vậy thôi, các bạn lại dĩ nhiên phải code nó cụ thể nó khác nhưng mà cái cách làm nó vẫn như vậy. Y xì như cái tôi đã trình bày cái ý tưởng thôi ha, và chúng ta cụ thể nó trong code.